hai người xem. Hello Kem. Trời ơi, cô biết là mạng rất là lag nhưng mà chúng ta hãy nhớ kiên trì nha. Cô biết là rất là lag luôn. Hôm nay lại còn quên điện thoại ở nhà nữa, cho nên đang phải mượn. Hello, xin chào Đỗ Minh Tài. Bây giờ mới có 12 bạn thôi. Buồn quá, 10 bạn. Ở YouTube được chưa? Ok chưa? Nếu như chúng ta cảm thấy hơi bị lag thì chúng ta có thể vào trong YouTube để xem nhé các em nhé. Hello, bạn nào vào rồi thì hãy nói lời chào cô đi xem nào. Xin chào Nguyễn Ngọc Anh. Chúng ta nói hello đi xem nào. Good evening, hello, how are you? Đấy, bởi vì mạng nó rất là tệ. Thực sự mạng rất là tệ luôn. Hello Phan Hữu Quân. Hello Nguyễn Trang. Chúng ta nhớ share cái phần live này về nhé. Và chúng ta nhớ tag bạn của mình vào để học cùng nhé. Hello Cường Oscar. Hello Đỗ Minh Tài. Hello Kim Thỏa. Hello Nhi Ý Nguyễn. Hello Nguyễn Ngọc Anh. Good evening. Chúng ta có thể nói là good evening, hi, hello, hey. Thậm chí có thể là hey hoặc là what's up. Cô biết là mạng nó rất là lag, bởi vì là mấy đợt gần đây thì mạng thực sự là rất là lag, chỗ nào cũng vậy thôi, mạng rất là yếu kém. Cho nên là chúng ta hãy cố gắng nhé. Đấy, bởi vì là hôm nay thì cô đã cố gắng để cô soạn bài này, sau đó thì cô đi live cho chúng ta này. Thì chúng ta hãy cố gắng, gọi là gì, kiên trì nhờ cho, và chúng ta hãy cố gắng chịu đựng một chút. Bởi vì là cô biết là mạng nó rất là tệ hại luôn. Hello Đức Nguyên. Wow, chờ mãi đúng không? Nguyễn Ngọc Thùy Dương, chào các em. Hương Thảo, Thủy Diệu, hí hí. Trần Văn Tiến, Duyên Trần. Vừa học vừa ăn à? Trời ơi, thương quá. Trang Trang, Đức Nguyên, chào các em. Nguyễn Thị Yến, chúng ta sẽ đợi đông đông một tí xíu nhá. Bây giờ là mấy giờ đây? Một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu đúng chưa? Bây giờ đang là 8:34, một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. 8:35. Hello Trọng Đạt, chào Thái Phương. Hôm nay thì chủ yếu là chúng ta sẽ học về kỹ năng đọc hiểu. Chủ yếu là học về kỹ năng đọc hiểu. Tuy nhiên thì cô cũng sẽ có những cái phần về phần phát âm để cho chúng ta được ôn tập. Mạng tệ hại dã man đúng không? Quá tệ hại luôn ý. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng nhá. Hãy cố gắng nhá. Hello Trần Anh. Cô biết là mạng rất là lag luôn. Rất là lag luôn. Rất tệ hại luôn. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng nhá. Hoặc là chúng ta cũng không cần phải thả tim quá nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta comment nhiều là được. Hello Linh Khánh Kim, Lâm Đỗ, Đức Tâm, Trần Mạnh, Lương Thanh Bình, Trần Anh, ok. Rồi, bây giờ đang là 8:35 rồi. Cô nghĩ là chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Nếu không bị muộn quá. Những bạn nào vào sau thì các bạn có thể sẽ xem sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 5 câu phần trọng âm nhé, các em nhé. 5 câu phần trọng âm. Rồi bây giờ chúng ta hãy comment cho cô thật nhanh xem câu đầu tiên chúng ta sẽ chọn phương án gì. Câu đầu tiên, comment thật nhanh nào xem 1A, 1B, 1C hay là 1D. Quay đều ở Mai Phương Anh. Ok. Nào, chúng ta bắt đầu comment cho cô xem câu thứ nhất chúng ta chọn phương án gì nào, thật nhanh nào, khẩn trương. Bởi vì hôm nay mạng nó cũng hơi bị tệ, thế cho nên là hôm nay khả năng là cô cũng sẽ chữa nhanh một tí và cũng sẽ có ít tương tác hơn nhá. Trần Anh. Học tiếng Anh thì thực ra nó cũng không có gì là khó lắm đâu. Để mà đạt được một cái trình độ căn bản nào đó thì nó không khó. Nhưng để đạt được trình độ rất cao thì nó mới cần phải rất nhiều nỗ lực. Đấy, nếu mà chỉ là ở trình độ căn bản thôi ấy, thì
cứ chịu khó xem live của cô là chúng ta đã có thể có được một số những cái kiến thức rồi. Câu thứ nhất, cô thấy có Trang Trang 1C, Phan Hữu Quân 1C, rồi cũng vẫn có những bạn chọn 1D đúng không? Như vậy cũng có những bạn chọn C, có những bạn chọn D. Như vậy những cái phương án chọn của chúng ta cũng khá là khác nhau. Rồi thì bây giờ thì nào bây giờ chúng ta nghe cô đọc nhá. Câu 1 này, A chúng ta đọc là terrible. Terrible. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó có đuôi able đúng không? Đấy, đuôi able thì trọng âm cũng thường là sẽ dâm vào âm tiết trước đó. Ở đây chúng ta có đuôi able này, thì trọng âm là sẽ dâm tiết trước đó là dâm vào te. Như vậy từ này trọng âm thứ nhất đúng không? Chúng ta đọc là terrible. Terrible. Terrible, nhớ chưa? Khi mà chúng ta nhấn trọng âm thì nhấn khi mà chúng ta nhấn trọng âm thì chúng ta chú ý phải đọc to hơn, cao hơn, dài hơn so với cả những âm tiết không được nhấn. Terrible. Rồi tiếp theo chúng ta có difficult, đúng không? Difficult cũng là âm tiết thứ nhất. Difficult ở đây bây cô sẽ ghi số lượng âm tiết, những gạch chân số lượng âm tiết. Chúng ta nhìn đây sẽ thấy là có 3 âm tiết và chúng ta sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ nhất. Difficult. Tiếp theo chúng ta có outdated. Cái từ gốc của nó là từ dated. Đó, và chúng ta có cái tiền tố đằng trước là tiền tố out. Đó, thì trọng âm nó sẽ rơi vào cái date này, đúng không? ED ở đây nó cũng là một cái dạng hậu tố thôi. Như vậy nó có tiền tố này, nó có hậu tố này, thì trọng âm nó sẽ rơi vào thành phần chính, chính là từ date. Như vậy là chính là âm date, đúng không? Như vậy là outdated. Outdated có nghĩa là gì? Có nghĩa là lỗi thời. Đấy, lỗi thời hoặc là không còn hữu ích nữa. Đấy, outdated nó có thể hiểu là not useful anymore, không còn hữu ích nữa. Lỗi thời hoặc là không còn hữu ích nữa. Nó có thể được dùng để mô tả một cái thông tin nào đó. Khi chúng ta nói là cái thông tin này nó outdated thì có nghĩa là thông tin này nó not useful anymore. We cannot use it anymore. Chúng ta không thể nào sử dụng nó được nữa. Đấy gọi là not useful. Tiếp theo chúng ta có từ primitive, đúng không? Primitive có nghĩa là thuộc về nguyên thủy. Đó, primitive nó cũng có 3 âm tiết và trọng âm của nó dẫn âm tiết đầu tiên. Đây đều là các tính từ hết nhá. Như vậy chúng ta thấy đáp án sẽ là phương án C đúng không? Outdated, trọng âm dơ vào âm tiết thứ hai. Thế còn tất cả các phương án A, B và D, trọng âm dơ vào âm tiết thứ nhất. Ok, rồi tiếp theo. Cô biết là lag rồi nhưng chúng ta hãy cố gắng nhá. Đừng có rời bỏ cô, buồn lắm. Tiếp theo là câu thứ hai. Comment tiếp xem đáp án của chúng ta sẽ là gì đây. Nào, câu thứ hai nào. Cố lên, cố lên. Phan Hữu Quân 2D, Thu Hạ 2B. Như vậy là vẫn có, đây là bốn cái từ này đều là danh từ đúng không? Thì thông thường ấy, danh từ có hai âm tiết, trọng âm sẽ dâm âm tiết thứ nhất và cũng có một số các trường hợp ngoại lệ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là trường hợp nào sẽ là trường hợp ngoại lệ đây. Rồi, Nguyễn Như Bảo 2D. Nếu mà chọn 2D là sai mất rồi, cô rất tiếc. Nếu mà chọn 2D là sai mất rồi. Ok, thế thì các bạn có thể qua YouTube nhá, đúng không? YouTube ok hơn đúng không? YouTube là mượt đúng không? Không bị lag đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta hãy qua YouTube xem các em nhá. Qua YouTube xem để cho nó cô sẽ đọc tên của chúng ta ở trên YouTube, nhớ chưa? Không biết được, mở chị YouTube. Đợi cô một tí, điện thoại không biết cách sử dụng. Lại nhờ anh quay phim các em ạ. Hôm nay cô bị quên điện thoại ở nhà, vội đến quên điện thoại ở nhà. Thế là mà điện thoại hôm nay sạc đủ 100% luôn, cuối cùng đến không thấy điện thoại đâu cả. Quên điện thoại ở nhà chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh là gì nhỉ? Chúng ta sẽ nói thế nào trong tiếng Anh nhỉ? Quên là gì? Liệu chúng ta có sử dụng động từ forgot không? Chúng ta không nói là forgot nhỉ? Nói là I left my smartphone at home. Ok, rồi, cô thấy ở trên YouTube rất là ổn đây. Rất là ổn. Rồi, các em nhớ vào YouTube nhá. Bây giờ cô đang ở YouTube, cô không đang ở trên Facebook nữa. Có vẻ đang rất là mượt mà đây. Nhìn rất là rõ, không bị lag, không bị làm sao cả. Chúng ta vào YouTube nhá. Tại sao các em biết không? Bởi vì Facebook bây giờ đang bị kiểm duyệt. Do dịch cho nên là chắc là cũng có bị kiểm duyệt. Tất cả chúng ta vào trong YouTube xem, nhớ chưa? Nào, vào chưa nào, vào chưa nào? Vào chưa, vào chưa? Hello, Quỳnh Lê Thị. Bây giờ cô bắt đầu là tương tác ở trên YouTube em nhá. Phan Hữu Quân, ok. Rồi. Tinh Trần đúng không? Văn Quyết, Hà, Mai Phương Anh, hello. Hello Mai Phương Anh. Chúng ta lại gặp nhau ở đây đúng không? Ok, thoải mái đúng không? Ở đây cô thấy mạng rất mạnh, rất nhanh.
Đó, chúng ta nhớ nhá, các bạn nào đang ở trên Facebook thì chúng ta hãy vào YouTube chúng ta xem nhá. Vào YouTube nhá. Ok, phần trọng âm rất yếu. Thực ra phần trọng âm thì ai cũng yếu. Thậm chí giáo viên hoặc là những người học tiếng Anh lâu năm rồi vẫn có thể đọc sai trọng âm bình thường. Ok, Mai Anh Phạm. Rồi, rồi có bạn nào nữa không? Linh Khánh Kim đâu rồi? Huyền Diệu đâu rồi? 2K3 năm nay xác định là học ôn luôn từ bây giờ các em nhé. Đừng có đợi chờ gì hết. Rồi Thu Huyền, em xem trên YouTube từ đầu luôn rồi. Ok, rồi. Khóa ôn đại học cho 2K3 sắp sửa bắt đầu rồi các em nhé. Xin chào Tâm Official. Thiên Hoàng, chào các em. Hôm nay đọc hiểu sẽ có rất nhiều các câu về đọc hiểu, chủ yếu là học về phần từ vựng, chủ yếu là vẫn là từ vựng nhé. Tên cô là Hoàng Xuân nhé, các bạn có thể follow Facebook của cô là Hoàng Xuân, nhớ chưa? Đó, ở đây sẽ có rất nhiều các thông tin, sẽ có rất nhiều các tài liệu khác nữa. Còn lớp 5 nhưng học được tiếng Anh rồi. Ok, lớp 5, lớp nào cũng học được hết, miễn là chúng ta có sự yêu thích tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh thì nó không phải là cứ ai nhiều tuổi hơn thì sẽ tiếng Anh giỏi hơn đâu, đúng không? Bây giờ có rất nhiều các bạn nhỏ tiếng Anh rất giỏi. Đấy, cho nên là không quan trọng là lớp mấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu thứ hai nào. Câu thứ hai. Rồi, câu thứ hai bắt đầu comment nhá. Cô thấy có Tâm Phùng này, 2B này, Béo Star War này. Chưa thấy gì hết. Cô không thấy em ạ. Đỗ Hải Yến có thấy nhá. Anh quay phim khá là chu đáo đấy. Thực sự hôm nay không có điện thoại của anh quay phim, chắc là cô không thể tương tác với cả chúng ta được. Chủ nhật là sẽ làm cho lớp 11 nhá. Các bạn lớp 12, bạn nào mà kiến thức nền vẫn chưa tốt ấy, thì các bạn nên xem cả phần live của lớp 11, nhớ chưa? Rồi, câu 2, cô thấy chúng ta đều comment được là 2B, chỉ có một số bạn comment là 2C thôi. Thế thì câu này á. Ok, câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án B. Cái từ này chúng ta đọc là event đúng không? Mình người Việt Nam mình cứ hay đọc là event. Đọc như thế thì thật sự là không biết là trọng âm ở đâu cả. Nhưng mà từ này đọc là event. Cô thấy từ này người Sài Gòn á, người miền Nam á, họ đọc rất chuẩn luôn. Họ đọc là event. Event có nghĩa là gì? Họ cái âm nào được nhấn à? Cái âm thứ hai được nhấn là vent. Thế còn âm không được nhấn là âm y đúng không? Đấy là người miền Nam họ đọc là event, rất chuẩn luôn. Nhưng người miền Bắc lúc nào cũng event hoặc là even. Đó, người miền Bắc nói chung là đọc sai nhiều hơn, rất nhiều so với cả miền Nam. Hoặc là cái từ password. Password là từ password có nghĩa là gì? Mã à? Gọi là cái gì? Password, bình thường mình hay nói password đúng không? Nhưng người miền Bắc mình hay nói là password, tức là người miền Bắc là hay có xu hướng là lên giọng là sai, mà chúng ta phải luôn xuống giọng nhé. Password thì người miền Nam á, họ đọc là password, đọc rất chuẩn luôn. Đấy, cho nên là nói chung á, là tiếng Anh của người miền Nam hay người Sài Gòn tốt hơn rất nhiều so với cả tiếng Anh của người miền Bắc hay là người Hà Nội nói chung. Rồi, rồi bây giờ câu thứ hai ấy, các bạn chú ý nhé, event, nhớ chưa? Event, event, ok? Trọng âm của nó rơi âm tiết thứ hai. Nhớ là phải đọc y nhớ chưa? Âm nào nó không được nhấn thì mình đè nó xuống, đọc là y đúng không? Event, event. Rồi, thế còn những cái phương án khác thì chúng ta có từ journey. Journey, nhớ từ này mình không đọc là jour nhá, mà là jour. Journey, tức là âm ơ dài á, jour, journey. Chọn âm của nó rơi âm thứ nhất này. Journey. Tiếp theo chúng ta có science cũng là âm thứ nhất và effort cũng là âm thứ nhất. Từ này không đọc là effort nhớ chưa? Effort, effort. Bây giờ ngay từ bây giờ chúng ta hãy hình thành cái thói quen đọc, đặc biệt là những người miền Bắc, đặc biệt là các bạn học sinh phía Bắc đó, thì chúng ta hãy hình thành một cái thói quen đọc là chúng ta phải trọng, tức là cái ngữ điệu của từ, cái intonation của từ nó đi xuống. Effort, effort, thay vì đọc là effort nhớ không? Effort, ok. Rồi, thế thì câu này đáp án của chúng ta là phương án B đúng không nào? Cô đọc lại nhé. Journey, âm thứ nhất đúng không? Journey. Tiếp theo, event, event. Tiếp theo, science, đúng không? Science, xuống, nhớ chưa? Science. Rồi, effort, effort, nhớ là đi xuống, nhớ chưa? Rồi, tiếp theo là câu thứ 3 là trường hợp các động từ, 4 động từ của chúng ta. Câu thứ 3, Phát Lê Nguyễn Quang, đúng không? Các bạn, bạn nói là 3D. Anh quay phim sướng nhỉ? Tại sao lại bảo anh quay phim sướng nhỉ? Sướng ở điểm gì? Chết mất. Rồi, Uyên Nhật 3D, Hà Nguyên 3D. Chết rồi, Tân Phạm lại bảo là bai cô lắc quá là buồn quá đi.
Ngọc Thạch 3D đúng rồi, Phương Mai Ngô 3D. Cô có thấy em nhé Huyền Nguyễn nhá. Rồi, đề của cái phần này thì sau khi mà live xong á thì sẽ có cái file PDF nhá ở trên YouTube em nhá. Các bạn lên YouTube trang của tuyển sinh 247 thì có sẽ có cái file đề ở trên đó. Ở trong cái phần caption ấy, trong phần mô tả ấy, phần mô tả video á thì nó sẽ có link của đề để chúng ta có thể tải về để chúng ta ôn tập nhá. Câu này thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D đúng không? Follow, follow. Động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm rồi âm thứ hai. Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, cụ thể là phương án D này, chúng ta đọc là follow âm thứ nhất, được chưa? Follow âm thứ nhất. Tiếp theo những cái phương án khác này exist, đó, nhấn vào âm thứ hai, exist. Chúng ta thấy là âm thứ nhất cô đọc là ik đúng không? Kiểu ik, exist. Đó, nhấn vào âm thứ hai. Exist có nghĩa là tồn tại này. Tiếp theo chúng ta có believe đúng không? Không đọc believe believe như sao mà sẽ là believe. Âm thứ hai ea ở đây á, ea vờ e, cái âm thứ hai này nó đọc là âm y dài. Thế cho nên khi mà chúng ta đọc thì chúng ta phải nhớ là miệng của chúng ta nó căng ra. Em ơi. Ok, rồi chúng ta có believe, nhớ chưa? Miệng căng ra hai bên, believe, không đọc believe, believe, nhớ chưa? Believe và đi xuống. Ok, tiếp theo chúng ta có defeat, đúng không? Chúng ta nhấn vào âm thứ hai. Tuy nhiên nghe kỹ chúng ta thấy là ngữ điệu nó vẫn đi xuống một chút, defeat. Nào, defeat, nhớ chưa? Defeat. Đó. Đấy, không đọc defeat, defeat, nhớ chưa? Defeat. Rồi, như vậy câu này đáp án là D. Defeat có nghĩa là đánh bại, đánh bại. Tiếp theo câu thứ tư nào, đây là trường hợp của từ có bốn tính từ của chúng ta. Đây đều là từ vựng trong sách giáo khoa lớp 12 thí điểm các em nhé. Bạn nào mà từ vựng còn yếu kém á, thì chúng ta nên học những cái từ vựng trong sách giáo khoa thí điểm hoặc là trong sách giáo khoa cũ cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta học cả hai loại sách. Đó. Đã, nhớ nhé, bạn nào từ vựng yếu kém, mất gốc, chúng ta nên ưu tiên học từ vựng trong sách giáo khoa. Đấy thì trong khóa học của cô ấy, trong khóa học lớp 12 hoặc là trong khóa tổng ôn thì có tổng hợp lại tất cả những từ vựng, cả cụm từ luôn trong sách giáo khoa, cả chương trình lớp 10, lớp 11, 12. Ok, rồi, nào, 4A này, Ngọc Thạch này, Long Cao này, Quỳnh, Alena, Hà Nguyễn này. Thí điểm khó, đúng là thí điểm khó ở mặt từ vựng. Tuy nhiên khó thì chúng ta sẽ học được nhiều hơn đúng không? Không sao. Rồi, Thùy Dương Phạm, như vậy chúng ta thấy là phần lớn chúng ta đều chọn 4A đúng không? Chỉ có một số bạn chọn 4B thôi. Thế thì câu này thì đáp án đúng của chúng ta là gì? Là asleep đúng không? Asleep. Asleep có nghĩa là buồn ngủ á, buồn ngủ á. Thế thì chọn âm của nó giờ âm thứ hai để chúng ta đọc asleep đúng không? Asleep. Ở đây chú ý là hai cái chữ ee này á, nó cũng đọc là âm y dài. Cho nên khi mà chúng ta đọc kéo miệng ra hai bên căng vào asleep, asleep. Ok? Asleep có nghĩa là buồn ngủ. Thế còn heavy âm thứ nhất đúng không? Rồi là subtle là âm thứ nhất. Cái từ subtle này là cái từ mà nó có thể hiểu là gì? Nó là tính từ, nó có nghĩa là khó phát hiện. Đấy, khó phát hiện. Ví dụ những cái sự thay đổi khó phát hiện hoặc là những cái phản ứng khó phát hiện. Đó, khó có thể phát hiện ra được gọi là subtle. Từ này mình không đọc là sub nhá, là subtle. Tức là cái âm b ở đây nó là âm câm. Nên mình đọc là subtle. Ok? Khó phát hiện. Và chúng ta có gì đây? Social. Ở đây chúng ta có đuôi ial thì trọng âm sẽ dâm tiếp trước đó là so, social. Đấy, con đọc lại này. Asleep, heavy, subtle và social. Đấy, như vậy đáp án của chúng ta là phương án gì đây? Là phương án A, đúng không? Asleep. Tiếp theo câu thứ 5 đi nào các em. Câu thứ 5 cô đã thấy rất nhiều bạn comment rồi. Linh, Nguyễn Thùy, Đức Phát, Nguyễn Sông, 5A, âm 2, còn lại âm 1. Các bạn có biết cái phương án A này nghĩa là gì không? Comment nghĩa thử như thế nào? Comment nghĩa đi. Có sách luyện đề 2020 rồi nhá các em nhá. Cô có sách luyện đề rồi, các bạn vào Facebook của cô hoặc lên Tiki để đặt sách nhá. Giải rất chi tiết luôn. Lan Hương, Diễm Phan rồi. Đức Phát, Nguyễn Song rồi. Bạn Đức Phát, Nguyễn Song comment rất là rõ ràng chi tiết luôn. Câu này đáp án đúng của chúng ta nó là phương án A. Cụ thể chúng ta có từ deceased. Deceased nó có nghĩa là gì các em nhỉ? Deceased sao lại có nghĩa là giảm? Từ này không phải là decrease đúng nhá, đừng có nhầm nhá. Đây mới là giảm này. Giảm là decrease, được chưa? Decrease. Từ này mới là giảm.
bằng với cả reduce, nhưng ở đây là đi ceased. Đó, từ này trong sách giáo khoa thí điểm 12 trong cái bài Artificial Intelligence Unit 7. Không biết là phải học nhá. Đi ceased ở đây có nghĩa là chết. Tính từ á, nó có nghĩa là chết. Chết rồi, đúng không? Rồi, xong, như vậy có một số bạn cũng biết rồi. Deceased ở đây nó là tính từ có nghĩa là chết. Ok. Hơi bị lệch một tí đúng không? Cái này nó bị lệch ở đâu ấy? Terrible. Ok, đúng rồi. Deceased. Thì chúng ta có deceased cho âm của nó giữa âm thứ hai này. Useful, âm thứ nhất này. Tiny, âm thứ nhất. Và costly, âm thứ nhất. Thì tiny này có nghĩa là very small, có nghĩa là rất nhỏ. Nhỏ xíu à? Tiny có nghĩa là nhỏ xíu, đúng không? Bằng với cả very small. Thế còn useful có nghĩa là hữu ích. Thế còn costly có nghĩa là đắt đỏ. Nó bằng với cả expensive. Đó, bằng cái expensive. Được chưa? Như vậy deceased cho âm thứ hai, useful âm thứ nhất, tiny âm thứ nhất và costly là âm thứ nhất. Ok. Ở đây thì nó có cái useful này, từ gốc của nó là từ use. Đấy, từ gốc của nó là use, có nghĩa là sự sử dụng, đúng không? Sự sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta thêm cái đuôi full này vào á, thì trọng âm nó vẫn rơi vào cái use này. Được chưa? Full ở đây nó là một dạng tiền tố, hậu tố. Nó là dạng hậu tố thì nó không làm thay đổi trọng âm của từ gốc. Được chưa? Gốc từ là use. Tương tự như cái từ costly này cũng vậy. Đuôi ly ở đây đúng không? Nó thêm vào tính tự nó thêm vào danh từ cost. Cost có nghĩa là chi phí. Thế thì khi mà thêm đuôi ly vào thì đuôi ly nó cũng không làm thay đổi trọng âm của từ gốc. Đấy, tức là nó vẫn rơi vào cái cost này, costly, useful. Ok. Xong, bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ 6 nè. Câu 6 là câu mà về phần nguyên âm trọng âm đúng không? Sẽ phải chữa nhanh một tí nhá. Nếu không thì ok, câu thứ 6 nào, comment. Nhớ deceased ở đây là tính từ các em nhá. Ok, tiếp theo câu số 6 nào. 6 Hiền Nguyễn là 6B này. Tùng Nhất này 6B, các bạn đều comment đều là 6B hết đúng không? Ở đây chúng ta có phương án B là nation, nay, tức là âm gì đấy, chữ A ở đây mình đọc là âm A đúng không? Nation. Nó là âm A đúng không? Nay, nay, A, nation. Thế còn những cái phương án khác này các bạn nghe kỹ này, không phương án A mình không đọc là natural mà đọc là natural. Natural. Thứ nhất là nó chỉ có hai âm tiết thôi là na và tro. Đấy, hai âm tiết thôi, natural. Và cái chữ A ở đây mình không đọc là ne, nhớ chưa? Không phải âm E đâu, mà nó là âm E bẹt, đọc là na, natural. Tức là khi mà chúng ta đọc thì miệng chúng ta hơi bẹt ra. Natural, natural, được chưa? Đây là âm E bẹt. Tiếp theo, cái từ này cũng thế, mình không được đọc là happy, không phải âm E nhớ, mà nó là âm gì? E bẹt, đọc là happy, happy, ok? Từ này cũng thế, không được đọc là bad. Bad đọc giống như cái giường là sai, nhớ chưa? Cái giường thì đọc là bad, là âm E. Thế còn tính từ á, thì mình đọc là bad. Bad, nó là âm E bad. Bây giờ chúng ta nghe kỹ này. Natural, đúng không? Natural. Happy, bad, đúng không? Thế còn cái này là nation. Như vậy câu thứ 6 đáp án là B là đúng rồi. Ok, tiếp theo câu 7 đi nào. Thịnh Ngô này, Huyền Nguyễn 7C, Dũng Anh. Ok, Xuân Nguyễn Diệu Hiền à. Đệ Huỳnh. Ok, như vậy vẫn có bạn chọn 7C hoặc là 7D đúng không? Thịnh Nguyễn 7C. Ok, câu này thì có rất nhiều bạn chọn là C. Và chúc mừng những bạn nào đã chọn phương án là phương án C. Cụ thể là phương án C này các bạn có biết nó là âm gì trong tiếng Anh không? Chúng ta học chúng ta phải biết là trong tiếng Anh thì nó có những âm gì đúng không? Đấy, fair, fair. Từ này mình đọc là fair thì nó là âm gì các em nhỉ? Fair. Nó là âm gì đấy? Nó là âm air. Air, ok? Âm air. Air nó viết như thế này. E. Ờ, thấy chưa? Air, fair. Hoặc là cái ghế đọc là gì? Chair. Chair. Đấy, y hệt như cái ghế đúng không? Fair, chair. Đó.
âm L, nhớ chưa? Thế còn những cái phương án khác này, chúng ta có từ face, đúng không? Face, nó là âm gì? Face, A, face, đúng không? A, thì nó là âm A, đúng không? A, I ở đây sẽ đọc là âm A. Face có nghĩa là niềm tin. À, tiếp theo chúng ta có failure. Từ này không đọc là failure, nhớ chưa? Mà đọc là failure, có nghĩa là sự thất bại. Đọc là failure. Failure, sự thất bại. Hoặc nó có thể mô tả mùa màng thất bát nữa, sự thất bát của mùa màng, failure of harvest. Tiếp theo chúng ta có từ paint, đúng không? Paint, A, paint, đó, âm A. Rồi, như vậy câu này đáp án C, hiểu chưa? Cô đọc lại cả bốn phương án này, faith, âm A, hiểu chưa? Faith, rồi failure, failure, fair, và paint, paint, A, paint. Rồi tiếp theo câu 8 đi nào, câu 8 là trường hợp của chữ EA, đúng không? Rồi câu 8. Cô biết là nó cũng hơi lát nhưng mà chúng ta cố gắng nhớ, đừng có rời bỏ cô nhá, buồn lắm. Không. Rồi Ngọc Vân 8B. Như vậy cũng có những bạn chọn 8B, có những bạn chọn 8A đúng không? Ngọc Vân là 8B. Ok thì phần lớn là các bạn đều chọn là B đúng không? Câu này đáp án B là đúng rồi. Cụ thể cái chữ EA trong phương án B ấy, chúng ta đọc là heavy đúng không? Heavy. Heavy là âm e, đúng chưa? Heavy, e. Ok, e trong tiếng Anh ký hiệu như này, giống hệt e trong tiếng Việt ý. Nhưng mà đọc khác nhau nhé. E trong tiếng Việt như này này, e, tức là nó hơi bệnh sang hai bên. Còn e ở trong tiếng Anh thì nó cầm, cầm nó hạ xuống. E, như chưa? E trong tiếng Anh cầm hạ rồi. E, còn e trong tiếng Việt là e, nó khác, hiểu chưa? Hai cái e này thực ra đọc khác nhau đấy, chúng ta chú ý nhé. Ok, như vậy chúng ta có heavy, đúng không? Không phải đâu máy chiếu, không phải bị corona đâu mà là bởi vì cô đang chiếu bằng file Word cho nên là thỉnh thoảng nó... Ok, phương án A chúng ta là seat, đúng không? Seat, seat, nhớ đọc căng miệng ra nhé, bởi vì đây là âm y dài. Nhớ chưa? Cứ y hai chấm thì đấy là âm y dài và đọc phải căng miệng ra. Seat, seat, không đọc là sit, nhớ nhá, sit là sai. Sit đấy là âm y ngắn rồi, sit, sit, đấy là âm y ngắn. Còn đây là seat. Seat, căng miệng. Seat. Tiếp theo cái này là reason. Reason. Mà miệng rất là căng đúng không? Reason. Đây là âm y ngắn. À sorry, đây là âm y dài. Reason. Tiếp theo chúng ta có neat, đúng không? Miệng cũng căng ra hai bên. Chúng ta đọc chúng ta cũng cảm thấy miệng của mình bị căng đúng không? Neat, đúng không? Neat. Đó, miệng căng. Neat có nghĩa là gì? Là ngăn nắp đúng không nào? Neat là ngăn nắp. À, hoặc là một người rất là neat, ám chỉ một người rất là ngăn nắp, rất là ăn mặc nó rất là kiểu chỉnh tề, rất là ngăn nắp, sạch sẽ. Đó, gọi neat. Như vậy câu này đáp án là B là đúng rồi. Tiếp theo câu 9 nào. Câu 9. Rồi, cô đã thấy rất nhiều bạn comment 9 rồi đúng không? 9 nào, Phân Hải. Phan Hải đúng không? Sorry. Tuân Phạm 9B, Việt NQ 9B. Trần Thị Ngọc Anh 9C. Ok, như vậy có những bạn chọn B, có những bạn chọn C. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là B, hay là phương án B, burn. Cụ thể là chữ UR trong phương án B này, mình sẽ đọc nó là burn, là âm gì các em nhỉ? Âm ở trong tiếng Anh ý, nhớ chưa? Âm này chúng ta thấy đọc hơi dài đúng không? Burn, ok. Anh chị. Đó, burn, ok, burn, đọc dài ra nhớ chưa, burn, từ đó là burn burn là sao nhớ chưa, burn, đó, đấy là âm ơi dài. Thế còn những cái phương án khác á, thì đọc là gì đây, phương án A chúng ta đọc là purity, đúng không? Purity, thế còn cái này là cure, và cái này là security, thì nó là âm gì các em nhỉ, nó là âm như thế này, đó, âm như này, gọi là âm U, đọc giống như kiểu từ U ở trong tiếng Việt ý, đó, thì từ đầu tiên chúng ta đọc là purity, đấy, purity. Tiếp theo, nó là cure. Thực ra thì trong Anh á, thì nó hơi có chữ âm ờ đằng sau nữa. Đây, pure, đọc rõ là purity. Nó đọc nhanh, âm ờ mình đọc nhẹ thôi. Đấy, purity, purity. Đấy, các em cũng thấy là cure, cure, tức là nó hơi có âm ờ đằng sau nhá. Đó. Đó, cure, cure thì nghe rõ nhất đúng không? Thế còn âm ờ đằng sau nghe rất nhẹ thôi. Cure, cure. Thế còn cái này cũng thế, security, đúng không? Security. Cái này cũng là âm U. Cái chữ U á, mình đọc nó là âm U. Nhớ chưa? Như vậy câu này đáp án B là đúng rồi. Con đọc lại này.
purity, burn, cure và security. Tiếp theo câu 10. Câu 10 là câu rất nhiều bạn hay đọc sai. Rồi câu 10 nào. Britney Cotton 9B có nhìn thấy nha. Các bạn comment nhiều quá, cô lại phải lật. Ok. Du học sinh Mỹ mạnh dạn chọn 10D. Ok. Là người Việt Nam tôi chọn 10D. Thôi không được chửi nhau nhớ chưa? Đây là chỗ văn minh nhớ chưa? Rồi có thể có những bạn chọn C, có những bạn chọn D. Bây giờ chúng ta xem nào. Có những bạn chọn A nữa. Bây giờ câu này chọn cái gì đây? Phương ở đây này, chúng ta đọc là comment. Comment. Không đọc là common nhớ chưa? Rất nhiều người đọc là common, nhưng mà đọc là comment. Comment. Tức là cái âm thứ hai này là âm E nhớ chưa? Và thứ hai là trọng âm của nó giữa âm thứ nhất. Đọc là comment. Comment. Kể cả động từ hay danh từ thì vẫn là comment. Đấy, không đọc là common nhớ. Rất nhiều người cô nghe thấy phải đến 90% đọc là common, common. Đó, đọc là comment, comment, comment. Người ta đọc nhanh, người ta mình tưởng nó là common nhưng mà nó là comment, comment nhớ. Comment. Như vậy chọn âm thứ nhất và chúng ta đọc o, âm này âm o ngắn. Tiếp theo từ này cũng thế, rất nhiều đọc là common. Come là chết rồi nhớ. Học sinh của cô ở Hà Nội cũng thế, học sinh offline ở Hà Nội. Rất nhiều bạn common, common là âm á rồi. Nhưng cái này vẫn là common. Come là âm gì đấy? Âm o, nghe chưa? Common. Đó, common, không là common, nghe chưa? Common. Tiếp theo là gì? Cotton. Cotton, đấy, cũng đọc âm o thôi. Thế cho nên là đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D. Come, come. Âm như kiểu âm á trong tiếng Anh. Âm á giống như kiểu âm á trong tiếng Việt ý. Come, come. Và chúng ta ký hiệu là như vậy. Đấy, come, hoặc là sun, hoặc là gun. Đó. Thế còn cái này là âm o, nghe chưa? O ngắn. Comment, common, cotton. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 11 nào. Bây giờ tiếp tục sang phần đọc hiểu. Đọc hiểu thì hôm nay chúng ta sẽ ôn về kỹ năng gì? Chúng ta sẽ ôn về kỹ năng trả lời câu hỏi từ vựng. Đó. Cái dạng này là cái dạng sai nhiều lắm này. Từ học sinh khá cho đến học sinh giỏi, sai rất nhiều luôn. Từ vựng luôn luôn là một cái gọi là nightmare, cơn ác mộng với rất nhiều người. Ok, rồi bây giờ thì như cô đã nói thì hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về cái phần vocabulary questions, những câu hỏi về từ vựng, và thứ hai nữa là reference questions là câu hỏi về từ liên hệ. Đó thì chúng ta sẽ ôn về hai cái dạng này nhá. Phần này ấy, theo như cái kinh nghiệm dạy ở trên lớp của cô ấy, thì kể cả câu hỏi reference này cũng là câu hỏi mà rất nhiều bạn không làm được. Kể cả những, tức là những bạn nào khá thì làm được, khá giỏi thì có thể gọi là làm tốt. Nhưng mà nói chung những bạn, có những bạn mà mất gốc chẳng hạn, đấy thì rất là khó. Kể cả các câu hỏi bình thường, các câu hỏi mà cảm thấy rất là dễ, các bạn vẫn không làm được. Đấy cho nên là câu hỏi reference questions, đấy thì thực ra thì nó đi thi thì nó không quá khó. Dạng câu hỏi này khi mà nói về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì nó không quá khó. Đấy, thì phần lớn là cô nghĩ phần lớn là đều làm được. Phần lớn là đều làm được. Tuy nhiên những bạn đã mất gốc, đọc không hiểu gì thì khả năng chọn sai vẫn có thể, đúng không? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là câu thứ 11. Đây là một cái câu hỏi về phần vocab nhá, về phần từ vựng, hiểu chưa? Vocabulary questions. Thế câu hỏi này thực ra thì các em phải hiểu bản chất của chúng ta phải hiểu bản chất của câu hỏi từ vựng trong phần đọc hiểu. Tại sao lại có dạng câu hỏi đó ở trong phần đọc hiểu? Chúng ta hiểu bản chất nó nhé. Nếu không hiểu bản chất thì cách ôn tập sẽ sai. Không hiểu bản chất thì cách ôn tập sai và kỹ năng làm bài sai. Đấy, không hiểu bản chất thì dẫn đến hai cái đó sai, và hai cái đó sai thì dẫn đến là rất là khó để có thể làm đúng được cái dạng câu hỏi như thế này. Thế thì tại sao nó lại có dạng câu hỏi? Tại sao nó lại có dạng câu hỏi như thế này trong phần đọc hiểu? Liệu nó phải là kiểm tra kiến thức từ vựng của chúng ta không? Câu trả lời là không. Nhớ chưa? Câu trả lời là không. Người ta cho những dạng câu hỏi này vào, nó không phải là để kiểm tra xem kiểm tra xem nó có biết cái từ này nghĩa là gì không. Không phải mục đích là như vậy. Mà mục đích là gì? Là để xem chúng ta có hiểu cái từ này trong văn cảnh này nó có nghĩa là gì không. Chúng ta hiểu không? Thì hiểu rõ bản chất nhá, là người ta không kiểm tra chúng ta kỹ, không kiểm tra kiến thức từ vựng
mà kiểm tra kỹ năng đọc hiểu. Kỹ năng đọc hiểu trong đó có kỹ năng gọi là suy đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh. Được chưa? Suy đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh. Đấy. Thế có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta làm sai những cái câu này, làm sai những câu này có nghĩa là khả năng hiểu ngữ cảnh của chúng ta còn kém. Đấy. Nhớ chưa? Đấy. Không phải là do mình không biết từ đâu. Cái nguyên nhân chính là không phải là do, tất nhiên từ vựng cũng là một yếu tố then chốt. Để mà chúng ta có thể suy đoán được nghĩa của từ trong ngữ cảnh thì yêu cầu là chúng ta phải biết những cái từ xung quanh, đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn suy đoán được từ minuscule ở đây. Đây là từ minuscule. Chúng ta muốn suy đoán được nghĩa của cái từ này trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta phải biết những từ xung quanh. Chúng ta phải đọc hiểu được, đúng không? Chúng ta phải đọc hiểu được những cái từ xung quanh này để xem cái bài này nói về cái gì. Thì từ đó chúng ta mới suy ra được nghĩa của cái từ này. Chúng ta hiểu chưa? Đấy, vậy về mặt bản chất là gì? Để mà đọc hiểu tốt thì vẫn phải cần có từ vựng. Chúng ta hiểu không? Nếu mà từ vựng mà không có thì đọc làm sao hiểu được cái gì để mà làm. Thế cho nên là từ vựng rất là quan trọng. Ở đây nó chứa rất là nhiều những từ căn bản thôi. Thì nếu như trong trường hợp mà từ căn bản không biết, quay lại học sách giáo khoa, hiểu chưa? Quay lại học sách giáo khoa, kể cả chương trình cũ hay chương trình mới, cô đều là liệt kê bài nào, unit nào đi chăng nữa, cô đều liệt kê tất cả những cái từ vựng chúng ta cần phải nắm được rồi. À, thì chúng ta phải xây dựng vốn từ vựng căn bản, nhớ, phải xây dựng vốn từ vựng căn bản. Thì từ những cái từ vựng căn bản đó chúng ta sẽ làm được những cái bài như này thôi. Đó, chứ còn bây giờ bảo là bây giờ nhớ nguyên tắc ở đây là người ta không kiểm tra chúng ta xem chúng ta có biết cái từ này là gì không, mà là để đoán nghĩa của từ trong văn cảnh. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta xem nào. Các bạn đừng có comment linh tinh nhá. Đấy, cô hy vọng là chúng ta đã hiểu được bản chất của dạng câu hỏi này. Nó kiểm tra cái gì? Kỹ năng suy đoán nghĩa của từ trong văn cảnh. Đấy, thì nó có rất nhiều các kỹ năng liên quan đến cái câu hỏi dạng từ vựng này. Đấy, khi mà chúng ta làm nhiều thì chúng ta mới có thể làm tốt được. Được chưa? Gọi, đấy là cô nói chung là chúng ta phải suy đoán nghĩa của từ trong văn cảnh. Thế nhưng mà nó còn rất nhiều các kỹ năng liên quan đến suy đoán. Rất nhiều các kỹ năng liên quan đến suy đoán. Thế bây giờ chúng ta có từ minuscule này, chúng ta có suy được không? Suy được không? Câu 11 thì cô thấy có rất nhiều bạn chọn phương án là C rồi, đúng không? Thế bây giờ chúng ta căn cứ vào đâu? Bây giờ coi như không biết minuscule là gì đi. Bây giờ cô cũng coi như cô không biết minuscule là cái gì đi, đúng không? Thì chúng ta cũng phải coi như vậy. Đấy, ở đây cô thấy rất nhiều các bạn có thể sẽ không biết từ này đâu. Bởi vì từ này nó không phải là từ gọi là common words. Nó không phải là từ mà gọi là gì nhỉ? Phổ biến. Nó không phải từ phổ biến. Thì trong cái bài đọc hiểu của chúng ta ấy, thì nó sẽ kiểm tra chúng ta những từ không phổ biến lắm. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đoán ra nghĩa của nó là gì. Bởi vì không có từ điển để tra, đúng không? Thì phải đoán thôi. Bây giờ phải học cách để đoán, đúng chưa? Thế thì bây giờ trong cái câu này, câu 11 này, để đoán được nghĩa của từ minuscule thì bước 1 là chúng ta phải đọc hiểu ngữ cảnh. Đọc hiểu ngữ cảnh, được chưa? Và ngoài ra chúng ta còn phải tận, như là chúng ta phải gọi là dựa vào một số những cái manh mối, một số những cái từ để chúng ta suy đoán nghĩa. Ví dụ chúng ta dựa vào từ only ở đây, được chưa? Trong những cái bài đọc hiểu, tất cả những cái bài đọc hiểu của chúng ta nó không phải là các bài đọc hiểu như kiểu trên báo chí các thứ đâu, mà thường nó là gọi là adapt. Nó được gọi là, có thể có những bài đọc hiểu của bộ lấy từ báo chí ra, nhưng những bài đọc hiểu đấy thường là được adapt rồi. Adapt có nghĩa là được gọi là được biên tập lại rồi, được biên tập lại để phù hợp với cả cái dạng câu hỏi của chúng ta. Thế cho nên chúng ta phải nhớ nhé, là những cái dạng với những cái câu hỏi đọc hiểu á, với những câu hỏi từ vựng trong bài đọc hiểu á, thì đã gọi là thi cử rồi, đúng không? Thì thường là chúng ta sẽ phải ôn theo một cái kỹ năng nào đó. Thì chúng ta phải nắm được các kỹ năng thì chúng ta sẽ làm được tốt thôi. Rồi, thế bây giờ như cô đang nói là chúng ta căn cứ vào từ gì? Căn cứ vào từ only, đúng chưa? Căn cứ vào từ only. Bây giờ căn cứ như thế nào thì chúng ta lại phải, thứ nhất là nhìn thấy từ only thì trong đầu chúng ta phải nghĩ ra cái gì? Only là chỉ, đúng không? Chỉ có nghĩa là ám chỉ một cái gì đấy nó rất là ít, đúng không? Nó rất là giới hạn. Bản thân cái từ only này nó là duy, là chỉ rồi. Tức là hàm ý của nó là hàm ý giới hạn, không nhiều, đúng không? Đã là giới hạn rồi thì không nhiều. Đấy, không nhiều thì mình có thể đoán được xem cái từ minuscule này nó sẽ bằng với cả cái từ gì đấy. Phương án A chúng ta có từ frightening. Frightening có nghĩa là gì? Là gây sợ hãi, đúng không? Gây kinh sợ. Thế còn serious là nghiêm trọng.
rồi small là nhỏ và unknown là không được biết đến đấy, hoặc là vô danh đấy. Đấy. Thế thì bây giờ á, như cô đã nói, chúng ta phải có khái niệm về từ only, tức là chúng ta dựa vào cái từ only này, chúng ta dựa vào cái manh mối, nhớ chưa? Khi mà đọc hiểu và khi mà chúng ta làm cái dạng bài này, chúng ta phải đi tìm manh mối ở trong bài đọc, đi tìm manh mối để chúng ta đoán được nghĩa của từ. Thế thì manh mối cô đã chỉ cho chúng ta trong cái trường hợp này, nó chính là từ only. Đấy, only là chỉ, và ở đây đằng sau đó lại có từ number, đúng không? Number nó về mặt số lượng. Số lượng thì nó kết hợp được với cái từ gì? Nó không thể kết hợp với cả từ frightening được, cũng không thể kết hợp với cả serious được, và cũng không thể kết hợp với cả unknown, một con số chưa được biết đến. Ừ, cũng có thể, đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì only, đúng chưa? Only thì nó chỉ có thể kết hợp với cả small. Như vậy, muốn đoán được nghĩa của từ minuscule thì thứ nhất, chúng ta đọc hiểu hết cả bài này. Hai, thứ nhất là đọc hiểu hết bài này đã, để xem nội dung nó về cái gì, đúng không? Hai, dựa phải đi tìm manh mối, cụ thể only và number. Đó, như cô đã chỉ ra, thì từ đó chúng ta có thể chọn được cái phương án ở đây chính là small, được chưa? Chính là từ small. Rồi, bây giờ cô sẽ dịch cho chúng ta một chút nhá, để chúng ta hiểu được cái bài này nói về cái gì. Many people are afraid to fly on airplanes. Rất nhiều người sợ hãi khi phải bay ở trong các máy bay. This is largely, cái từ largely này là trạng từ mà chúng ta cần phải học. Điều này chủ yếu là do từ largely này nó bằng với cái từ mainly. Đấy, hoặc có thể bằng với cả chiefly, chủ yếu là do. Chứ còn large đây không, largely đây không có nghĩa là rộng rãi hay là lớn hay là gì đâu nhá. Có nghĩa là chủ yếu là do, chủ yếu là. Đấy, nó có nghĩa là chủ yếu. Largely bằng mainly bằng chiefly, những cái từ này là cần phải học nhá, để chúng ta đọc hiểu tốt hơn. Đấy, thế thì điều đó chủ yếu là do gì? When a plane crashes, it is a huge news event. Đấy, thì khi mà một cái máy bay nó bị crashes, nó bị gọi là bị đâm hoặc là bị lao xuống, đúng không? Gọi là gặp nạn đấy, thì nó là một cái tin tức rất là chấn động, rất là lớn. Ở đây chúng ta có từ huge, cũng cần phải học nhá. Huge thì nó cũng bằng với cả large, đấy, bằng với cả big, lớn. Lớn. People see pictures of the crashed plane on TV and they get very scared. Mọi người nhìn thấy những cái bức tranh của những cái máy bay mà bị rơi, đúng không? Trên TV, và họ cảm thấy rất là sợ hãi. But actually, nhưng thực ra là cái từ actually này, but và actually này cũng là một số những cái manh mối mà chúng ta có thể dựa vào khi mà chúng ta làm các bài đọc hiểu nhá. Chú ý đi tìm những cái manh mối nhá, đi tìm những cái kiểu đây này, đó, hoặc là only này, rồi. Đấy, nhưng mà trên thực tế là gì? Khi mà bạn nhìn vào cái số lượng người bay ấy, hàng ngày, đúng không? Thì chúng ta thấy là số lượng người bay hàng ngày rất là lớn, rất nhiều người bay, đúng không? Nhưng mà chỉ một số người thì mới bị gặp nạn thôi, đúng không? Đó, như vậy ở đây nó cũng có sự tương quan, sự so sánh về số lượng người bay. Rõ ràng là hàng ngày, how many ở đây chúng ta nhìn thấy chưa? How many và number là có một cái sự tương quan rồi. Đấy, thì bình thường phải rất là nhiều người bay. Thì only, đúng không? Only là chỉ, đương nhiên phải là chỉ một số lượng nhỏ là bị làm sao? Involved in an air crash. Ở đây chúng ta cũng có cụm từ be involved in, có nghĩa là dính líu đến hoặc là liên quan đến, nhớ không? Đó, involved in, dính líu đến hoặc là liên quan đến những cái vụ gọi là bị, gọi là máy bay rơi đấy, đúng không? Your chances of being in an air crash are about the same as your chances of being hit by lightning. Ở đây có cái từ chances có nghĩa là khả năng. Chances ở đây không phải là cơ hội đâu, mà từ chances ở đây bằng với cả từ possibility. Bản thân từ chances nó cũng là một từ đa nghĩa. Đấy, khi mà các em đọc hiểu á, thì những cái bạn đọc hiểu ở trình độ thấp thì các bạn chỉ biết một nghĩa của từ thôi. Nhưng mà bài đọc hiểu đôi khi á, nó lại yêu cầu chúng ta là kiểm tra chúng ta về từ đa nghĩa nữa. Hoặc là để chúng ta hiểu được một bài nào đó thì chúng ta phải biết là à, từ này trong cái bối cảnh này nó không phải có nghĩa là cơ hội đâu, mà có nghĩa là khả năng. Đấy, như vậy tất cả những cái từ gì quan trọng nhá là cô đã liệt kê ở đây rồi, chúng ta chú ý nhá. Như vậy chúng ta học được là gì? Largely bằng với cả mainly bằng chiefly. Được chưa? Huge bằng large bằng big. Ở đây cô đang nói về những từ gần nghĩa với nhau thôi. Tiếp theo chúng ta có từ gì đây? Chance, đúng không? Chances of cái gì đó có nghĩa là khả năng, bằng với cả possibility. Rồi chúng ta có minuscule bằng với cả small. Ok, a small number thì bằng với cả a minuscule number. Cái này chúng ta nên học những cái từ như thế này nhá. Đặc biệt là sau này khi mà chúng ta thi tốt nghiệp xong,
chúng ta vào đại học, chúng ta đi học IELTS hoặc là học những cái chứng chỉ quốc tế để chúng ta thi chẳng hạn, thì khi mà chúng ta sử dụng được những cái từ mà nó gọi là uncommon words, những cái từ mà nó không phổ biến ấy, thì điểm của chúng ta sẽ rất là cao. Đấy, thì thay vì là chúng ta nói là a small number thì chúng ta nói là a minuscule number, điểm của chúng ta đã cao hơn rất là nhiều rồi. Bảo, wow, bạn ấy biết sử dụng những cái từ khó đó. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 12. Possibility, cô cũng không biết là có thiếu gì không, không để ý lắm. Possibility, nhiều khi biết đọc á, nhiều khi cô đọc chuẩn nhưng mà đôi khi cái spelling chính tả có thể bị viết sai hoặc không để ý. Tiếp câu 12 nào. Ở đây chúng ta có động từ engage. Các bạn đoán xem. Chúng ta đoán mà chúng ta phải dựa vào văn cảnh, chúng ta dựa vào ngữ cảnh, đúng không? Thế thì ở đây cái từ engage nó kết hợp với cả cái gì đằng sau? Đã, chúng ta dựa vào cái từ gì để chúng ta đoán nghĩa của từ engage? Nào các bạn hãy comment cho cô các keywords, những cái từ khóa, và từ cái từ khóa đấy chúng ta dựa vào để chúng ta đoán nghĩa của từ engage. Engage cũng là một từ mà rất nhiều nghĩa. Engage. Các bạn comment cho cô là vì sao các bạn có thể biết được là từ engage nó có thể bằng với cả, ví dụ rất nhiều bạn nói là bằng với cả take part, đúng không? Engage in something bằng với cả take part in something. Very good. Đúng rồi. Engage in bằng với cả take part in. Như vậy hôm nay chúng ta cũng học được những cái cụm từ bằng nhau, đúng không? Đấy, và nhớ lần sau đừng có sử dụng take part in quá nhiều. Chúng ta hãy thay thế take part in bằng engage in. Thế là chúng ta có thể gọi là impress other people, gọi là gây ấn tượng với cả những người khác, đặc biệt là khi mà chúng ta cần phải tham gia các kỳ thi như kiểu là IELTS. Câu này làm thế nào để biết được engage bằng với cả take part in nếu mà không biết nghĩa của từ đấy? Cụ thể chúng ta sẽ có gì? Danh từ conversation. Conversation. Conversation có nghĩa là gì? Hội thoại, đúng không? Đấy thì it is hard or is it hard? Câu này phải là is it hard nhá, đánh nhầm. Đây là câu hỏi mà. Phải là is it hard to get them to engage in a conversation? A conversation. Thì conversation có nghĩa là cuộc hội thoại. Thì ở đây chúng ta đang nói về những người mà rất là shy, rất là xấu hổ, đúng không? Tức là họ đi ra ngoài họ hay bị xấu hổ. Thì những người hay bị xấu hổ thường họ sẽ làm sao? Với conversation họ sẽ ít nói, đúng không? Thế bây giờ thì có khó để có thể khiến họ engage in conversation được không? Đấy thì đương nhiên engage ở đây nó phải bằng với cả cái gì? Bằng với cả take part in, đúng không? Tham gia vào. Đó. Để có khó để có thể khiến họ tham gia vào cái cuộc hội thoại của chúng ta được không? Đúng chưa? Đó. Như vậy chúng ta thấy là khi mà chúng ta lắp bốn cái động từ này vào vị trí của từ engage thì chúng ta sẽ thấy là cái take part này nó rất là hợp với cả cái ngữ cảnh này. Bản thân cái từ take part thì nó cũng đi với cả gì? In, đúng chưa? Thế cho nên là chỉ có thể là engage bằng với cả take part thôi. Đấy, như vậy câu này chúng ta có engage in bằng với cả take part in. Bằng với cả join in. Ok, được. Bằng với join in. Đấy. Rồi, như vậy xong nhá. Câu thứ 12, chúng ta có engage in bằng với cả take part in. Đấy, và chúng ta đoán thì chúng ta phải dịch văn, chúng ta dịch ngữ cảnh và chúng ta căn cứ vào cái từ khóa ở đây là từ conversation, có nghĩa là cuộc hội thoại. Rồi, tiếp theo đi nào. Câu số 10. Các bạn nhớ lấy giấy bút ra ghi nhá. Bạn biết đâu đấy đi thi nó lại cho vào đúng từ này, đúng không? Tiếp theo câu số 13 nè. Câu số 13 chúng ta nhìn thấy rõ không? Rồi, nhìn thấy được đúng không? Hoặc chúng ta có thể nói involve somebody in something cũng được. Cũng có nghĩa là gọi là get somebody to take part in. Rồi, câu số 13 đi. Ở đây chúng ta có từ significant. Significant, từ này có nghĩa là gì? Đúng rồi, bức tường Berlin là một sự kiện lịch sử khá hấp dẫn, đúng không? Nó là cái bức tường mà nó chia cắt giữa hai miền của nước Đức, đúng không nào? Đó là East và West. Thế thì ở đây, chúng ta đọc đi nào. This wall, bức tường này, known as the Berlin Wall, had a significant impact.
on the lives of the people of Berlin. Nó có một cái gì? Bây giờ muốn biết significant là gì đúng không? Thì chúng ta phải hiểu impact là gì đúng không? Nào, impact có nghĩa là tác động. Thì nó có một cái tác động như thế nào đó lên cái cuộc sống của những cái người dân ở Berlin. Đó, sau đó là gì? The war made travel between the two sides of Berlin almost impossible. Cái tường này thì khiến cho cái việc là đi lại đúng không? Giữa hai cái Đông với cả Tây Đức nó trở nên gì? Không thể đi lại được. No one was allowed through the wall unless they had a permit from the governments of both sides of the wall. Cái này đang nói về quá khứ nhá. Còn bây giờ tất nhiên thì nó thoải mái rồi. Không ai được phép đúng không? Đi qua cái tường này. Trừ khi họ có permits. Permit ở đây có nghĩa là giấy phép từ cái chính phủ của hai bên. Thế thì tức là chính phủ của Đông Đức với cả Tây Đức ạ. Thế thì ở đây chúng ta có impact, nó có tác động như thế nào? Thế thì tác động như thế nào? Ở đây chúng ta lắp bốn cái từ này vào. Phương án đầu tiên chúng ta có terrible. Phương án B chúng ta có từ sad. Nhớ từ này không đọc là sad nhé, là sad. Tiếp theo chúng ta có important và chúng ta có immediate. Bây giờ chúng ta lắp bốn cái từ này vào đi. Đấy, bước tiếp theo lắp vào. Đọc hiểu đúng không? Chúng ta đọc hiểu đã. Sau đó chúng ta lắp vào. Đó. Thế thì chúng ta thấy là sẽ có tác động như thế nào đây? Tác động như thế nào? Terrible là kinh khủng này. Sad là buồn này. Hay là immediate là ngay lập tức. Hay là important là quan trọng. Ok, câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án gì? C đúng không? Có rất nhiều bạn comment đúng rồi. Như vậy chúng ta có từ significant bằng với cả từ important. Đó, important. Câu này thì để làm đúng được thì chúng ta lại phải đọc hiểu thôi, đọc hiểu hết cả cái đoạn này thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng. Thế còn nếu bạn nào biết nghĩa thì không nói làm gì đúng không? Significant bằng cái important. Rồi tiếp theo. Như vậy significant có nghĩa là có ý nghĩa hoặc là có tầm quan trọng nhé. Có ý nghĩa hoặc là quan trọng. Nó có thể bằng với cả meaningful. Ok, rồi tiếp theo nào, câu số 14. Câu số 14 thì chúng ta lại có 3 câu hỏi tất cả. Có 3 câu hỏi tất cả. Trong đó thì có 2 câu hỏi về phần từ vựng và 1 câu hỏi về phần đại từ liên hệ. Câu 14 nhé, chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Riêng câu hỏi thứ hai là khó đấy nhá. Surfaced. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc trong lúc mà chúng ta, cô sẽ đọc cùng chúng ta nhá. Tất nhiên là có hai câu hỏi từ vựng này, particular, surfaced và đại từ đây là once, được chưa? Đấy. Historians have always faced one particular difficulty. The earliest societies to read and write seem to have surfaced around 5,000 years ago. How could historians learn about earlier ones that had no written records? Ok, chọn thật nhanh đáp án. Mười bốn, phương án thứ nhất comment đã nào. Ở đây chúng ta hiểu không? Historians có nghĩa là gì? Là các nhà sử học. Các nhà sử học luôn luôn phải đối mặt với face. Ở đây có nghĩa là đối mặt. Đó. Thì face bình thường nó là động từ. Để mà đoán được nghĩa của từ á, thì chúng ta cũng cần phải xem xét về cái sự đa nghĩa của từ nữa. Và chúng ta phải xem xét về cái gọi là gì nhỉ? Word class, gọi là từ loại. Những bạn nào kém thì bạn sẽ chỉ biết là face là khuôn mặt thôi, đúng chưa? Thì tuy nhiên face ở đây nó không phải là khuôn mặt đâu, mà nó là động từ. Tại sao chúng ta biết nó là động từ? Bởi vì nó đi với cả have ở đằng trước. Have always cộng với cả face ở đây là phân từ 2, đúng không? Như vậy verb cộng với cả ed thì chắc chắn nó phải là động từ rồi. Như vậy cái từ face ở đây nó không phải là khuôn mặt nữa, mà nó phải có nghĩa là đối mặt. Đó, nhớ, chúng ta nhớ chưa? Đấy, khi mà chúng ta càng lên cao á, thì chúng ta càng phải biết cái gì. Đọc hiểu đây nó kiểm tra cả cái đó nữa. Là gì? Khi mà chúng ta càng ở trình độ cao lên thì chúng ta càng phải học sự đa nghĩa của từ. Cái này là cái mà cô nghĩ là chúng ta ít khi chúng ta để ý đến. Sự đa nghĩa của từ. Đấy, thì để đoán được nghĩa của từ thì chúng ta cũng cần phải biết xem cái từ này trong cái văn cảnh này nó là danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ. Tức là nó là một từ chỉ tính chất, hay nó là từ chỉ hành động, hay là chỉ sự vật, sự việc, hay chỉ người, hay là chỉ cái gì. Đó, thì ở đây nó là động từ, đúng chưa? Faced ở đây nó không có nghĩa là khuôn mặt đâu, mà có nghĩa là đối mặt. Đối mặt với cả cái gì? Difficulty. Difficulty là một cái sự khó khăn. Một sự khó khăn như thế nào? Ở đây lại có one nữa. Như vậy là để đoán được từ particular, chúng ta lại có từ one. One có nghĩa là một. Một cái sự khó khăn như thế nào? Bây giờ chúng ta lắp bốn cái phương án này vào.
Phương án A, impossible to solve. Phương án B, specific. Phương án C, important. Và phương án D là unique. Comment nào. Các bạn đều chọn là B, đúng rồi. Ở đây chúng ta có từ particular bằng với cả từ specific, có nghĩa là một cái khó khăn nó rất là cụ thể. Một mà, một cái thì nó phải là một cái gì rất là cụ thể, đúng không? Nó không thể chung chung được. Đấy, một cái khó khăn rất là cụ thể, rất là đặc biệt. Đó, mà những cái người sử học họ phải đối mặt. Đấy thì câu này chúng ta có particular bằng với cả specific, nhớ nhá. Cách đọc của từ này các bạn chú ý nhá. Particular và cái này đọc là specific, có nghĩa là cụ thể. Cụ thể hoặc là đặc biệt. Cụ thể, một cái khó khăn rất là cụ thể. Thế còn impossible to solve có nghĩa là khó có thể giải quyết. Thế còn important là quan trọng và unique. Unique có nghĩa là độc đáo, là độc nhất. Từ unique thì cô sẽ cho các bạn cái từ đồng nghĩa của nó. Unique thì nó có thể bằng với cả distinct. Distinct cũng có nghĩa là riêng biệt, là riêng biệt, là chỉ có nó mới có thôi. Đó. Được chưa? Rồi tiếp theo, từ surface là từ khó hơn này. The earliest societies là những cái xã hội những cái xã hội thời xa xưa ấy, đúng không? Mà có thể đọc và viết, tức là biết chữ, seem to have surfaced around 5,000 years ago. Thì nó có vẻ như là như thế nào đấy, khoảng 5,000 năm trước. Thì bây giờ chúng ta có từ surfaced, theo các bạn nó có nghĩa là gì? Rất khó đấy nhá, phải đùa đâu. Phương án đây chúng ta có từ communicated, phương án B là existed, phương án C là appeared và phương án D là invented. Chúng ta comment thử xem nó có nghĩa là gì. Câu 14 nào. Tiếp nào, surface bằng với gì nhá? Comment rõ là surface bằng gì ra. Chứ còn bây giờ ABCD cô không biết là chúng ta đã comment câu nào. Exist nó khác với cả extinct nhá. À sorry, extinct đúng không? Extinct. Đây là extinct. Có nghĩa là tuyệt chủng đúng không? Extinct là tuyệt chủng, là tính từ. Thế còn đây là exist. Đây là exist. Động từ đó. Thôi bây giờ cô dịch luôn nghĩa. Dịch luôn nghĩa chứ chắc là chọn là đúng. Ở đây chúng ta có phương án đây, communicate, đúng không? Có nghĩa là giao tiếp. Exist là tồn tại, appear là xuất hiện. Và phương án D là invent, có nghĩa là phát minh. Đấy, bây giờ dịch nghĩa rồi đấy. Thử chọn đi xem có chọn được đúng không? Dịch nghĩa cho vẫn có thể làm sai bình thường. Chết rồi, sắp hết pin rồi. Sắp hết pin rồi. Từ nãy nó báo hết pin 15%. Không, tôi cầm cả hai đi không sao đâu. Comment đi nào. Surface. Nhớ từ này không đọc là surface nhá. Surface. Âm thứ hai của nó là âm y. Ok, giỏi quá. Rất nhiều bạn comment được là bằng với cả appear. Đúng rồi. Surface ở đây có nghĩa là appear, có nghĩa là xuất hiện. Thế thì appear và exist nó khác nhau ở điểm gì? Exist có nghĩa là tồn tại. Tồn tại có nghĩa là nó đã tồn tại ở đó rồi. Đúng không? Thế còn appear là bắt đầu tồn tại. Chúng ta nghe hiểu không? Exist là tồn tại ở đó rồi. Cái gì đó nó đã tồn tại. Ví dụ như là cái vấn đề này, nó tồn tại ở đây rất lâu rồi đúng không? Thì tồn tại là ám chỉ là nó có mặt ở đâu đó. Thế thôi. Thế còn appear có nghĩa là xuất hiện. Xuất hiện có nghĩa là bắt đầu tồn tại. Ok, đó. Thì ở đây là nó phải là xuất hiện đúng không? Nó phải xuất hiện là 5,000 năm trước. Đấy, xuất hiện có nghĩa là bắt đầu tồn tại. Ok, cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C. Đấy, quan trọng nhất phải hiểu bản chất của exist nghĩa là gì và bản chất của appear nghĩa là gì. Nếu không thì sẽ làm sai. Rồi, tiếp theo, the word once in the passage refers to cái gì? A, historians, societies, languages và difficulties. Cái từ once ở đây là thay thế cho cái gì các em nhỉ? Ở đây chúng ta có từ once, nó là đại từ. Và đại từ này được dùng để thay thế. One ở đây không có nghĩa là một nữa nhá. Nó là đại từ. Và đại từ này nó được sử dụng để thay thế cho một cái danh từ đã được nhắc đến ở phía trước đó rồi. Nhớ chưa? Once. Và cụ thể nó thay thế cho danh từ số nhiều nữa.
hoặc là có thể thay thế cho một danh từ số ít ở phía trước. Nhưng mà tóm lại, one ở đây là được dùng để thay thế cho một cái danh từ đã được nhắc đến ở phía trước đó rồi. Thế bây giờ ở phía trước đó thì nó có nhắc đến cái gì không? Ở đây người ta nói là gì? Earlier ones. Earlier ones thì chúng ta xem là nó nhắc đến một cái danh từ gì đằng trước. Liệu nó thay thế cho historians, hay là thay thế cho societies, hay là languages, hay là difficulties? Ở đây người ta đang nói là gì? How could historians learn about earlier ones that had no written records? Ở đây chúng ta hiểu chưa? Ở đây người ta đang so sánh, giữa những cái xã hội mà nó không có một cái written record, tức là không để lại bất kỳ một cái tài liệu nào cả. Đó, với cả một cái xã hội mà chữ viết xuất hiện 5.000 năm trước. Đúng chưa nào? Đấy, như vậy cái earliest societies là những cái xã hội xuất hiện từ rất là lâu đời, rất là sớm rồi, và nó xuất hiện từ 5.000 năm trước. Thế bây giờ thế thì còn những cái xã hội mà xuất hiện còn sớm hơn cả những cái xã hội này nữa, đúng chưa? Đó, tức là cái thời điểm này là xã hội, những cái earliest societies mà có thể đọc và viết được thì nó xuất hiện khoảng 5.000 năm trước. Thế bị ám chỉ là những cái xã hội mà trước đó thì sao? Những cái xã hội trước đó là xã hội mà không có written records nào. Đó, thì làm thế nào để có thể học, làm thế nào có thể tìm hiểu được về những cái xã hội đó? Ở đây chúng ta có động từ learn. Learn đây nó có nghĩa là tìm hiểu chứ không có nghĩa là học nhá. Tìm hiểu về những cái xã hội mà xuất hiện còn trước đó, tức là hồi mà chưa có chữ viết, chưa có gì hết cả. No written records có nghĩa là chưa có chữ viết, chưa để lại bất kỳ một cái tài liệu, một cái văn kiện nào hết cả. Thì ở đây cái ones ở đây nó ám chỉ là gì? Societies, được chưa? Đáp án của chúng ta sẽ là phương án B. Đó. Ok, xong câu 14. Tiếp tục nha. Đấy, như vậy chúng ta đọc nhá, đọc hiểu nó phải là như thế. Tại sao nó cho cái dạng câu hỏi này vào? Bởi vì chúng ta muốn chọn được đáp án đúng thì chúng ta phải hiểu. Chúng ta hiểu là nó đang so sánh cái gì với cái gì. Đúng không? Cụ thể người ta đang so sánh những cái xã hội mà có chữ viết với cả những cái xã hội xuất hiện trước đó. Chưa có chữ viết, chưa có gì hết cả. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ có 25 hay là 30 câu, 25 câu tất cả. Và chúng ta cũng sẽ học được rất nhiều các từ vựng, đúng không? Các kỹ năng làm bài. Tiếp đi, câu số 15. Câu số 15 nào, 15 và 16. Cái từ xã hội chúng ta chú ý nhé, là societies, đúng không? Societies, xã hội. Ok, tiếp theo câu 15 nào. Câu 15 là một câu hỏi về, đây. Về cụm từ liên hệ, the phrase, cái cụm từ này, cụm từ such basic services ở trong cái đoạn văn này thì nó đề cập đến những cái dịch vụ như là gì? Đó, such, chúng ta hiểu cái từ such nghĩa là gì không? Such có nghĩa là như thế. Đó, như thế có nghĩa là như thế nào, đúng không? Cái từ such này nó ám chỉ những cái đã được đề cập ở phía trên. Những cái dịch vụ căn bản như thế. Như thế là như thế nào? Thì muốn biết là such này á, such basic services này nó là cái gì thì chúng ta phải đọc cái phần phía trên để xem nó ám chỉ cái những cái dịch vụ căn bản nào, đúng chưa? Thì rất là đơn giản thôi, chúng ta đọc phía trên sau đó chọn đáp án cho cô xem nó thay thế cho những cái gì ở phần phía trên đây. Cô thấy có Việt Trung Nguyễn này chọn được đáp án là energy and healthcare, đúng không? Không phải là healthcare mà gọi là public health ở trong bài này. Healthcare cũng ok. Rồi, có thể các bạn đều chọn được là phương án B, đúng không? Ok, thế thì để làm được đúng cái câu số 15 này á, chúng ta lại cần có rất nhiều các kỹ năng liên quan. Kỹ năng đầu tiên, chúng ta phải hiểu cái từ such. Chúng ta phải hiểu từ such nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là như thế, đúng không? Như thế. Thì như thế có nghĩa là nó thay thế cho một cái gì đó đã được nhắc đến ở phía trước đó. Thế thì cả cụm này, such basic services này, những dịch vụ căn bản như thế. Như thế là như thế nào? Thì phải đọc phần phía trên để xem có dịch vụ gì. Cụ thể chúng ta có clean water, có electricity. Electricity có nghĩa là điện, nhưng mà trong bốn phương án này chả có phương án nào đề cập đến điện, đúng chưa? Thế cho nên là chúng ta lại phải sử dụng một cái kỹ năng tiếp theo, đó chính là kỹ năng paraphrasing, gọi là kỹ năng hay là sử dụng cái kiến thức gọi là từ đồng nghĩa. Cụ thể chúng ta có từ electricity bằng với cả từ energy, có nghĩa là năng lượng, đúng không? Điện ám chỉ năng lượng. Tiếp theo, cái gì ám chỉ public health, gọi là
gọi là y tế hay là sức khỏe. Sức khỏe thì ám chỉ cái từ clean water này, các em hiểu không? Clean water. Như vậy cái clean water, nước sạch, nước sạch so với cả nước bẩn, đúng không? Đấy thì rõ ràng là ám chỉ khi ta nói là nước sạch thiếu. Thế thì nước sạch thiếu thì nó sẽ liên quan đến public health. Đấy, thì cái cụm từ này nó liên quan đến public health. Được chưa? Như vậy chúng ta phải có khả năng tư duy, chúng ta phải có khả năng là tìm được xem từ nào bằng với cả từ nào. Đấy, cụ thể electricity là điện, điện thì phải nghĩ là nó là gì? Năng lượng. Thế còn nước sạch là ám chỉ về mặt gì? Y tế, đúng chưa? Đó, thế còn tất cả những phương án khác đều không đúng, bởi vì là ở phía trên này chẳng có nào, không có cái gì nhắc đến A, không nhắc đến C, cũng không nhắc đến D, đúng chưa? Đấy, cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta phải là phương án B. Rồi tiếp theo là câu số 16. Cô đã thấy có bạn comment câu 16 rồi đấy. Such là như thế, đúng không? Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào xinh như thế, đúng không? Such a beautiful girl. I have never met such a beautiful girl. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào xinh như vậy. Such ở đây có nghĩa là như thế, như vậy. À, thì nó cũng có thể được dùng để ám chỉ một cái đã được nhắc đến ở phía trước đó. Được chưa nào? Tiếp nào. Bacteria, vi khuẩn. Ở đây nào. But the presence of bacteria in human intestines is good because they prevent the growth of harmful microbes. They do this by breaking them down. Ở đây chúng ta có từ presence nghĩa là gì? Presence nghĩa là gì? Từ này đừng có nhầm với cả từ present nhé. Present có nghĩa là món quà, đúng không? Hoặc là hiện tại. Đấy, thì tuy nhiên cái từ present này á, nó cũng là một tính từ nữa. Thì khi là tính từ á, thì nó ám chỉ là có mặt, mô tả cái trạng thái là có mặt ở đâu đó. Thế thì từ cái đuôi NT này, tính từ NT chúng ta sẽ biến đổi nó thành đuôi NCE để tạo thành danh từ. Như vậy present có mặt, đúng không? Sang danh từ presence. Danh từ nghĩa là sự có mặt của cái gì đó. Như vậy sự có mặt của vi khuẩn trong ruột của chúng ta thì rất là tốt, bởi vì nó ngăn chặn cái sự phát triển của những cái vi khuẩn có hại. Đó, thế thì ở đây chúng ta có từ presence nó sẽ bằng với cả cái gì đây? Growth là sự tăng trưởng, existence là sự tồn tại, bearing. Từ bearing này nó cũng rất là nhiều nghĩa. Đấy, thì ở đây mà dịch ra thì rất là khó dịch. Thế còn attendance có nghĩa là sự tham dự, đúng không? Đấy, sự tham dự. Thế còn cái từ bear ấy, thì từ bear nó có thể là sinh ra này, đúng không? When were you born? Born đấy chính là cái phân từ hai của từ bear đấy, đúng không? Hoặc bear cũng có thể có rất nhiều, có nghĩa là chịu đựng này, đúng không? Ở đây cũng rất là khó dịch. Thì câu này đáp án đúng của chúng ta là có những bạn nói là sự tham gia. Đấy, ở đây là sự cái gì đó của vi khuẩn ở trong ruột. Có nghĩa là trong ruột của chúng ta thì luôn luôn có vi khuẩn, đúng không? Luôn luôn có vi khuẩn. Đó, thì cái sự luôn luôn có vi khuẩn đấy thì cái từ presence này nó phải ám chỉ. Presence này có thể nó phải bằng với cả từ gì? Không thể là sự tham gia được, mà nó phải là bằng với cả gì? Existence là sự tồn tại, hiểu không? Sự tồn tại của nó. Sự có mặt có nghĩa là có sự tồn tại. Đó, như vậy câu 16 này, đó, đáp án của chúng ta phải là phương án B. Sự tồn tại, sự có mặt của cái gì đó trong ruột. Như vậy câu này để làm đúng được thì chúng ta phải có kinh nghiệm, chúng ta phải có gọi là knowledge, có kiến thức. Phải có kiến thức. Tức là đôi khi chúng ta muốn suy đoán được nghĩa của từ, chúng ta phải dựa vào kiến thức của bản thân, kiến thức nền, kiến thức xã hội, vân vân. Đó, thì chúng ta suy đoán được nghĩa của từ nó sẽ chính xác, nó sẽ nhanh. Có rất nhiều các kỹ năng suy đoán nghĩa của từ, trong đó có một kỹ năng đó là kiến thức. Khi mà chúng ta có kiến thức về một cái lĩnh vực nào đó, thì khi mà chúng ta đọc về cái lĩnh vực đó bằng tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ hiểu hơn là những người chả có tí kiến thức nào, cũng chả có tí tiếng Anh nào, đúng không? Rồi tiếp theo. Câu 17 nào. 17, 18 nào. Linh đề lúc nào live xong thì sẽ có nhé. Thứ 6 hàng tuần cô sẽ live nhé. Chú gì đã hỏi bao giờ cô live tiếp rồi, yên tâm. Tối chủ nhật là lớp 11 nhé. Cô nhắc lại này, tối chủ nhật là cô sẽ live cho lớp 11. Bạn nào mà kiến thức căn bản còn yếu thì vào học cùng với cả các bạn lớp 11 nhé. Chủ nhật cô live lớp 11. Cô nhắc lại là những bạn nào mà kiến thức còn yếu, kiến thức căn bản còn yếu, vào học cùng với cả lớp 11
Ở đây không phân biệt là lớp 10 hay lớp 11 hay lớp 12. Cứ yếu là vào học thôi, bởi tiếng Anh nó phân theo trình độ mà, đúng không? Rồi, câu 17. Đoán được không? Từ spell. Từ spell này là một từ đa nghĩa. Và một cái nghĩa rất là hay của nó đấy, là có nghĩa là thần chú. Đọc câu thần chú gọi là spell. Thế thì ở đây liệu có phải là câu thần chú không? Từ đa nghĩa các em nhé. Đấy. Đấy, như vậy là trong tiếng Anh ấy thì nó kiểm tra chúng ta những cái bài đọc hiểu á, thì nó cũng kiểm tra chúng ta về trường hợp từ đa nghĩa rất nhiều. Từ đa nghĩa. Đấy là người ta kiểm tra xem là trong cái trường hợp này mày có biết cái từ này nghĩa là gì không, hay là mày nghĩ nó là kiểu gì? Spell câu vừa mới dịch là gì? Câu thần chú đúng không? Đó. Như vậy chúng ta phải đoán đi, trong trường hợp này liệu có phải là câu thần chú không hay nó mang nghĩa khác, đúng chưa? Now a drought, từ này chúng ta là a drought nhỉ chưa? Is an abnormally long spell of dry weather. It is a time when there is not enough water to support farming, urban or environment needs. Câu này rất dễ. Câu này rất đúng rồi, spell mà động từ thì còn có nghĩa là đánh vần nữa đúng không? Câu này rất dễ. Có manh mối ở trong bài để có thể đoán được nghĩa của từ. Đấy nhá, đấy là kỹ năng đọc hiểu. Bây giờ lại quay lại kỹ năng đọc hiểu. Không phải căn cứ vào kiến thức nữa mà căn cứ vào manh mối trong bài. Chúng ta phải tinh ý, khi chúng ta đọc hiểu chúng ta phải tinh ý. Là đôi khi người ta sẽ có giải thích đấy. Đôi khi trong cái bài đọc hiểu đó người ta sẽ có phần giải thích cho cái từ vựng đó. Cái từ vựng spell nó xuất hiện ở đây đúng không? Thì cái phần giải thích thường nó sẽ ở nằm ở đằng sau. Bây giờ chúng ta đọc cái câu đằng sau nó đi, xem có từ gì giải thích cho cái từ spell hay không. Được chưa? Nhắc lại này, đây là cái kỹ năng đọc hiểu nhá. Là đôi khi cái từ vựng của chúng ta nó nằm ở đây đúng không? Từ vựng đây. Thì nó sẽ có cái phần giải thích cho cái từ đấy ở ngay trong bài đọc hiểu luôn. Và cái phần giải thích đó nó nằm ở trong phần sau. Phần sau, thường là phần sau. Thế thì cái từ đấy chính là từ gì? Chính là gì đây? A time. Cáo cụm này đúng không? It is a time. Đó là một cái giai đoạn, một cái thời gian. Đúng không? Thì time ở đây ám chỉ thời gian. Từ đó chúng ta suy ra được là gì? Charm là zone hay là signal hay là period. Câu này đáp án của chúng ta phải là period. Đúng không? Đấy. Thế còn zone ở đây cũng ám chỉ là vùng. Cái từ zone này nó bằng cái từ area là vùng. Chứ nó không ám chỉ thời gian. Chỉ có mỗi cái từ là time zone thôi đúng không? Chúng ta biết từ time zone không? Gọi là cái gì? Tiếng Việt nó gọi là các cái vùng thời gian ấy. Ví dụ như là thời gian của Việt Nam khác với cả Trung Quốc, hoặc là khác với cả Singapore vân vân, khác với cả Anh chẳng hạn, gọi là time zone. Múi giờ à? Hay là cái gì? Nhiều khi tiếng Việt rất là kém. Ok, như vậy đấy. Như con nhắc lại là gì? Để biết được nghĩa của từ spell, đọc phần đằng sau. Nhớ đấy, là trong các bài kiểm tra đọc hiểu á, người ta thiết kế để nó gài gắm vào những cái như thế này. Thế bây giờ người ta sẽ xem cho cái là cái bạn này bạn có tinh ý hay không, bạn ấy có đoán được nghĩa của cái từ này dựa vào cái phần đằng sau hay không. Nó hiểu chưa? Đây là kỹ năng đọc hiểu, và người ta kiểm tra chúng ta những cái kỹ năng như vậy, chúng ta có tinh ý được, tìm ra được nghĩa của cái từ này căn cứ vào cái đằng sau hay không, được chưa? Đấy thì câu này chính là gì? Căn cứ vào it is a time when, đúng không? Thì chọn được đáp án là period. Thế còn charm nó cũng bằng với cả từ spell đấy, thực ra cũng gần nghĩa. Đấy, charm ngoài việc là ám chỉ cái sự gọi là sự thu hút, sự quyến rũ ra, thì nó còn cũng ám chỉ là kiểu ma thuật ấy. Đó. Rồi là zone thì cô đã nói rồi, bằng với cả từ area gọi là vùng, gọi là núi, múi đúng không? Và signal, từ này có nghĩa là tín hiệu, được chưa? Rồi tiếp theo nào, câu số 18. Từ they ở đây là liên quan đến từ gì? Refer nhé. Period cũng mang nghĩa là tiết học đúng không? Nó có nghĩa là khoảng thời gian. Refers đúng không? Bị gõ thiếu. Cô có dạy DT cấp tỉnh không là cái gì? DT nghĩa là gì? Cô không dạy lớp 7 nhá. Khi nào mà cô phải xong với cả các anh chị cấp 3 này, thì cô mới sẽ hỗ trợ các bạn cấp 2, cấp 1. Nhưng mà bây giờ phải tập trung vào các anh chị cấp 3 đã. Lớp 7 mà trình độ khá khá rồi học luôn được nhá. Rồi câu 18 rồi. Đấy, cái từ dây này cô vừa thấy có bạn comment sai rồi. Effect là chết rồi. Ở đây phải đọc hiểu, được chưa? Dây này thì đúng là nó có thể thay thế cho danh từ số nhiều, đúng không? Đây, dây, đại từ dây ở đây là một cái đại từ mà có thể được dùng để thay thế danh từ số nhiều. Thì đằng trước nó có danh từ số nhiều là humans này, storms này, effects này. Bây giờ vấn đề là thay thế cho từ nào trong ba cái từ đó ở đây.
thì mình phải đọc hiểu cái phần đằng sau. They are known to relieve drought conditions. Chúng được biết đến là có thể relieve là làm giảm nhẹ đi cái tình hình gọi là hạn hán. Đó, chúng ở đây là cái gì? Là floods hay là storms hay là effects hay là humans. Thế bây giờ chúng ở đây. Bây giờ cái câu này thực ra nó cái này thực ra nó không qua câu này nó không quá khó đâu. Bây giờ cái chủ ngữ của cái vế đằng trước này. Đây này, the effects of these storms. Là mặc dù những cái tác động của những cơn bão này lên con người thì có thể rất là kiểu gây thảm họa đấy. Ở đây chúng ta có từ catastrophic đúng không, bằng với cả disastrous, tức là rất là kinh khủng, nó có thể gọi là gây thiệt hại lớn hoặc là gây thảm họa đấy, gọi là disastrous. Đấy thì they are known to relieve. Đấy thì though ở đây là mặc dù đúng không, mặc dù ở đây chúng ta nhìn thấy cái từ though không, là mặc dù bản thân cái từ though này ấy, nó ám chỉ sự đối lập. Sự đối lập của cái gì đây, đúng không? Ở đây vế trước người ta nói là catastrophic, nó cái gì đấy rất là gây hại, rất là gây thiệt hại lớn. Đấy thì gây thiệt hại rất lớn. Thế thì ở đằng sau người ta bảo relieve. Relieve có nghĩa là làm giảm nhẹ đi những cái điều kiện hạn hán. Như vậy ở đây thì mang mặt tiêu cực và ở dưới này mặt tích cực. Đó, đọc hiểu đúng không? Một cái là tiêu cực, một cái là tích cực. Mấy cái thứ hai đây người ta nói về tác động của gì? Đây mới là cái nhân tố chính mà chúng ta phải lưu ý này. Ở đây người ta nói về tác động của những cơn bão. Tác động của cơn bão thì nó có thể rất là tiêu cực, nhưng nó vẫn có thể rất là tích cực. Đấy, như vậy dây ở đây là ám chỉ cái gì? Có phải effects không? Có phải humans không? Mà phải là storms, cơn bão. Đúng không? Nó đang nói về cơn bão, các cơn bão. Đấy, đọc hiểu nhá, đọc hiểu. Phải đọc hiểu tốt. Chắc chắn là A. Trời ơi, nhiều bạn vẫn nghĩ là chắc chắn là A. Ở đây thì phần phía trên người ta đâu có nói gì về floods đâu, đúng không? They, được chưa? They ở đây ý. Mấy cả thứ hai đó là chúng ta phải chú ý này. Đây là hai vế, đúng không? Hai vế. Thì they này thì thông thường nó sẽ được dùng để thay thế cho một cái chủ ngữ phía trước. Thì phía trước nó nhắc đến storms, đúng không? Tác động của những cơn bão. Tác động cơn bão thì nó gì? Tiêu cực, nhưng mà nó cũng có những cái điểm tích cực. Đó, ở đây chú ý nó đang nói về cái gì phải biết, nhớ chưa? Bão. Như vậy câu này đáp án phải là bão. Rồi, tiếp theo. Thấy chưa? Đọc cái phần này nó không phải là phần dễ đâu, đúng chưa? Phải đọc hiểu. Rất là dễ bị lừa. Rất là dễ bị lừa, đúng không? Rất nhiều bạn chọn là floods, là lũ lụt. Nhưng ở phía trên đâu có nhắc gì đến lũ lụt đâu, đúng không? Phần phía trên đâu có nhắc gì đến lũ lụt đâu mà lại đi chọn lũ lụt là thế nào? Đúng không? Nó nhắc đến storms, bão. Ngữ pháp có ôn nhá. Lệ lệ qua lớp 9. Ok, câu 9 nào. Evaporation and precipitation fog are two kinds. The former is caused by water changing into gas very quickly, while the other is caused by the release of water. Có hiểu, đọc hiểu không? Câu này rất dễ. Câu này rất dễ. Em không cần phải hiểu evaporation là gì. Không cần phải hiểu precipitation fog là cái gì. Không cần phải hiểu. Vẫn có thể làm được. Bây giờ chọn thử đi, xong rồi cô sẽ sau đó thì cô sẽ tóc cô là vừa mới gội đấy, nhưng mà nó đang bị sơ. Không cần phải biết nghĩa nhá. Đọc hiểu là đôi khi không cần phải biết nghĩa. Với các kỹ năng đọc hiểu thì vẫn phải làm được. Thế thì bây giờ cô sẽ cho chúng ta gợi ý. Thứ nhất, two kinds, căn cứ vào từ two. Tiếp theo, căn cứ vào the former. Phải hiểu thế nào gọi là the former. Rồi phải hiểu thế nào gọi là the other. Đã. Chỉ cần hiểu như vậy thôi là chọn đáp án thôi. Ở đây chúng ta hay có cái cụm từ là the former and the latter. The former có nghĩa là cái nhắc đến trước. Ở đây nó có hai thứ đúng không? Cái được nhắc đến trước là cái nào? Chính là evaporation. Thế cái the former ở đây á, chính là ám chỉ evaporation. Đúng chưa? The former. Thế ở đây nó là the other là cái còn lại đúng không? The other là cái còn lại. Phải hiểu. Bản thân mình phải hiểu the other là cái còn lại đó. Cái còn lại. Thì ở đây nó nhắc đến hai cái đúng không? Hai cái. Cái đầu tiên đây, cái nhắc đến đầu tiên đây, former đây là ám chỉ là cái được nhắc đến đầu tiên.
Former ám chỉ cái được nhắc đến đầu tiên. Thế còn the other là cái còn lại, được chưa? Thế thì the former đây chính là refer đến cái này. Thế thì cái còn lại thì đương nhiên phải là cái nào? Đương nhiên là phải là cái này, đúng không? Hết. Đó, như vậy đáp án đúng là gì? Là B, hết, có cần phải hiểu nghĩa đâu. Đúng chưa? Thế còn lúc nãy có bạn dịch đúng rồi đấy, evaporation có nghĩa là sự bốc hơi. Thế còn precipitation có nghĩa là lượng mưa, fog là sương mù, lượng mưa sương mù. Cái này, cái thuật ngữ này cô cũng không hiểu lắm. Thế nhưng mà đại loại là như vậy, bài này không có cần phải đọc hiểu, không có cần phải hiểu nghĩa đâu. Mà căn cứ vào những cái chúng ta phải biết, thứ nhất two kinds, hai thứ, đúng không? Cái này được nhắc đến đầu tiên chính là evaporation, thì phải là cái còn lại. Cái còn lại là cái nào? Chính là cái này. Hết. Được chưa? Ngoài ra cái từ the other này nó có thể bằng với cả the latter, là cái được nhắc đến sau. The latter là cái được nhắc đến sau. Cái the former là cái được nhắc đến trước đó. Thế còn the latter là cái được nhắc đến sau. Thì ở đây người ta thay thế bằng là the other. Thì hai cái này như nhau thôi nhá. Đấy. Cái này rất là quan trọng, nhiều bạn không biết thôi nhá. Đọc hiểu mà không biết những cái này thì nhiều khi mình chả biết nó đang nhắc đến cái nào đúng không? Cứ loạn hết cả lên. Đấy, câu 19. Rồi tiếp theo câu số 20. Ngưng tụ. Ở đây thì the other nó bảo là release of water có nghĩa là nó giải phóng ra nước à? Thì liệu có phải là ngưng tụ không? Condense, chúng ta có động từ condense, nó có nghĩa là ngưng tụ. Còn đây liệu có phải ngưng tụ không? Cô không biết đâu, cái này cô không biết. Kiến thức này cô không rõ. Cô chỉ biết đọc hiểu, làm được cũng là như vậy thôi. Mình đọc mình hiểu là như thế thôi. Một cái là sản sinh ra hơi, đúng không? Một cái là nước bốc thành hơi. Một cái là từ hơi lại trở thành nước, kiểu vậy. Tiếp, 20 nào. Cố gắng lên, nốt câu 20, sau đó thì mấy câu sau là câu về phần từ vựng. Mai kiểm tra hóa nhưng cô giảng hay quá. Bay hơi là evaporation, bốc hơi, bay hơi thì xem à. A firework, câu này cô đã cho kiểm tra ở trên lớp offline của cô ở Hà Nội rồi. Và rất nhiều bạn làm sai. Cái này cô cũng cho các bạn lớp 11 học luôn. Lớp cô ở Hà Nội thì lớp 11 và lớp 12 học như nhau. Tất nhiên là lớp các bạn lớp 11 các bạn rất giỏi. Các bạn phải nói là rất giỏi. Nghĩa là kết tủa. Ok, thôi không quan trọng. Đấy là một cái thuật ngữ. Mình không quan trọng, mình hiểu nó là được rồi. Đôi khi mình cũng không đọc hiểu là như vậy. Đôi khi em cứ phải cố gắng em tìm cái nghĩa của từ ấy trong tiếng Việt ý. Cô không bao giờ cố gắng làm cái điều đấy làm gì. Cô đọc cô hiểu vậy thôi. Đấy, cô chỉ cần hiểu là cái gì. Precipitation fog, nó có nghĩa là the release of water. Nó là ngược lại của cái quá trình bốc hơi nước. Bốc hơi nước có nghĩa là nước biến thành hơi. Ngược lại sẽ là gì? Hơi biến thành nước, kiểu như vậy. Ok, it thay thế cho cái gì? Comment thử xem nào. Trần Tèo đúng không? Trần Tèo đúng không? Hôm nay là Tèo Trần, nhìn lạ quá. Nào cố gắng lên nào, bây giờ gần 10 giờ rồi, nhanh lên không muộn mất. Câu 20, A là chết rồi, 20A là chết rồi. Đấy, cô bảo không phải dễ đâu mà. A là chết rồi. Cái này phải hiểu công thức, phải hiểu công thức. Cái gì refer đến cái gì thì mới làm đúng được. Bây giờ bắt đầu đến D, C, B. C cũng chết, C cũng chết, A chết. Suy ra là cái gì? Cô thấy có lắc đắc bạn chọn B. Bây giờ toang, đúng rồi, câu này cho đi thì là toang, thật sự luôn. Câu này cho đi thì là toang luôn. Không hiểu bản chất mà, không hiểu cấu trúc mà. Câu này cho đi thì là toang này. Ok, bây giờ cô sẽ phân tích cho chúng ta nhá. Chúng ta phải hiểu cấu trúc của nó. It, chúng ta nhìn thấy chưa? It, sau đó là đến động từ to be. Sau đó là đến important, nó là tính từ. Sau đó là đến to continue, là đến to verb. Đấy, cô chỉ cần nói như vậy thôi là chúng ta phải biết rồi. Đây là công trúc. Trong đó, it ở đây là chủ ngữ giả. Chủ ngữ giả.
Chủ ngữ giả có nghĩa là nó không có nghĩa, em hiểu không? It ở đây mình không được dịch là nó, nhưng mà có thể rất nhiều bạn dịch là nó quan trọng. Nó là cái gì mới được, đúng không? Nó là cái gì ở đây? Nó không có nghĩa, nó không được dịch nó ra. Thế thì đây là chủ ngữ giả đi. Một câu thì nó phải có chủ ngữ, đúng không? Thế mà chủ ngữ thật của nó đâu? Chủ ngữ thật của nó chính là cái này, chính là to verb. Như vậy cụ thể là gì? It ở đây chính là refer đến cái to verb ở đằng sau này. Bây giờ ra được đáp án chưa? Ra đáp án chưa? Đáp án là gì? Dễ chưa? Dễ chưa? Ít ở đây là chủ ngữ giả, đừng có dịch nó ra nhá. Rất nhiều bạn cứ nó quan trọng, tiếp tục monitor updates. Nó là cái gì? Bây giờ mới hiểu, đúng rồi. Đấy, nhớ không được dịch nó chứ chưa? Không được dịch nó. Đấy, thì câu này chúng ta sẽ phải dịch là gì? Cái việc này thì rất là quan trọng, thấy chưa? Cái to verb này rất là quan trọng. Chứ đừng có dịch là nó quan trọng làm gì. Mà bây giờ chúng ta phải dịch từ cái chủ ngữ giả này trước này. Dịch từ cái chủ ngữ giả này trước chính là to verb quan trọng. To verb đây chính là gì? Việc cái việc mà phải tiếp tục ý. Cái việc mà phải tiếp tục monitor updates ạ. Monitor có nghĩa là phải tiếp tục theo dõi để cập nhật ý, đúng không? Tiếp tục theo dõi để cập nhật về những cái new threats, những cái mối đe dọa mới mà gọi là lan truyền trên mạng internet. Cái từ circulate ở đây có nghĩa là lan truyền. Nó có thể hiểu bằng với cái từ spread, lây lan, lan truyền. Circulate bằng với cái từ spread. Ok. Nhiều bạn không biết đâu nhá. Nhiều bạn không biết cái này đâu. Cho nên là cô đã quyết định cho cái câu này vào đây. Đấy, để hy vọng chúng ta hiểu rõ bản chất của cụm từ này, cấu trúc này. It is cộng tính từ cộng to verb nó là cái gì? Đâu là chủ ngữ, đúng không? Chủ ngữ ở câu này nó ở đây này. Đấy, câu này có thể viết lại là gì? To verb đứng ở đầu câu này, is này cộng với cả tính từ. Đấy, câu này viết lại câu thì nó sẽ là như thế này. Viết lại câu là như này. Rồi, nhớ chưa? Như vậy câu này đáp án là gì? B. Continue monitoring for updates. Cái từ monitor có nghĩa là theo dõi các em nhé. Cái từ này, nếu mà là danh từ á, thì monitor là lớp trưởng, hoặc có nghĩa là screen, tức là cái màn hình máy tính á, nó bằng với cái từ screen. Gặp nhiều mà giờ mới hiểu cấu trúc, thấy chưa? Cô, bởi vì cô đã nghe thấy rất nhiều bạn dịch là nó rồi. Ít ở đây dịch là nó, nhưng mà nhớ là không được dịch là nó nhé. Rồi, tiếp theo nào. Bây giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với cả những cái câu đấy, ôn từ vựng. Tất cả cái những cái câu mà bài đây đều được lấy ở trong những cái câu hỏi về từ vựng đấy, đọc hiểu đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 5 câu cuối cùng nhá, từ 21 cho đến 24, 25. Bây giờ cái này comment thật nhanh thôi. Verb in cộng is cộng adjective cũng được, nhưng mà đôi khi mình có thể sử dụng to verb cộng is cộng adjective cũng không có gì là sai cả. Đói quá. Ok. Nào, 21 nào, confirm. Ghi tất cả những cái từ này mà không biết vào nhá, ghi hết vào, học thuộc nhá. Với mỗi một cái bài cô dạy như này á, chúng ta có thể học được rất nhiều kiến thức đấy. Could you call the theater to confirm what time the movie begins? Bạn có thể gọi cái theater là cái dạp hát, đúng không? Để mà cái gì đó, what time, cái mấy giờ cái bộ phim bắt đầu. Theater đây có thể ám chỉ là dạp chiếu phim, tức là bằng với cả cinema hoặc là movies. Thế thì câu này á, confirm sẽ bằng với cái gì đây? Verify, đúng không? Xác nhận. Đấy, đáp án của chúng ta là C, xác nhận. Verify, xác nhận, hiểu chưa? Thế còn recommend là đề xuất, giới thiệu. Recommend bằng với cả suggest, đề xuất, giới thiệu. Cái từ recommend thì đương nhiên nó mang nghĩa trang trọng hơn là từ suggest nhé. Tiếp theo chúng ta có prescribe. Prescribe có nghĩa là kê đơn bốc thuốc ạ. Đúng không? Kê đơn bốc thuốc. Động từ kê đơn. Thế còn state, tuyên bố này. Tuyên bố hoặc là đề cập đến hoặc nói đến cái gì đó. State, từ state này cũng là một từ rất nhiều nghĩa. Đấy, verify, confirm, xác nhận, hiểu chưa? Cái từ verify này gặp rất nhiều trong khi mà chúng ta sử dụng tiếng Anh, sử dụng công nghệ nhiều, đúng không? Sử dụng Facebook các thứ nhiều thì đôi khi khi mà chúng ta
khi mà chúng ta thay đổi password chẳng hạn, mật khẩu, khi mà chúng ta thay đổi mật khẩu thì người ta sẽ gửi một cái mã code về trong máy của chúng ta, yêu cầu chúng ta phải verify đúng không? Đấy, thì verify là yêu cầu các bạn xác nhận đó, thì nhớ là verify bằng với cả confirm, xác nhận thôi, không phải xác nhận lại đâu. Tiếp theo câu số 22, the book can give us special knowledge on the doctor-patient relationship. Cái quyển sách này thì có thể cho chúng cung cấp cho chúng ta, cái động từ give ở đây nó bằng với cả động từ provide, cung cấp, chứ không có nghĩa là đưa đâu nhá. Nó không có nghĩa là đưa đâu, provide có nghĩa là cung cấp. Đấy, quyển sách này có thể cung cấp cho chúng ta những cái special knowledge, là kiến thức đặc biệt hay là kiến thức chuyên về cái lĩnh vực gọi là doctor-patient relationship, có nghĩa là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cái này sẽ chọn cái gì đây? Lắp 4 phương án này vào đi xem chúng ta chọn được đáp án gì. Sai hết thế này. Mất gốc tiếng Anh, không được dùng là original English nhá. Original là bản gốc, phiên bản gốc. Gốc có nghĩa là cái đầu tiên nhá. Câu này đáp án đúng của chúng ta là insight đúng không? Insight thì thường đi với cả giới từ into. Insight into something có nghĩa là cái kiến thức chuyên biệt về một cái lĩnh vực nào đó, cái kiến thức hoặc là cái hiểu biết chuyên về lĩnh vực nào đó. Đấy, task có nghĩa là nhiệm vụ này, opportunity là cơ hội này, manner có nghĩa là cách thức. Từ manner là nhiều nghĩa lắm, thì ở đây cô cho một nghĩa thôi. Manner có thể bằng cả way of doing something, cách thức làm gì. Các bạn ở lớp offline của cô thì các bạn bây giờ mà hỏi từ manner là bằng với cả những từ gì, các bạn sẽ kể một loạt. Ví dụ manner có thể bằng với cả way of doing something, bằng với cả method, phương pháp này, hoặc bằng với cả technique này. Đó. Kỹ thuật cũng là phương pháp đấy các em ạ. Tiếp theo câu 23 đi nào. People must study the evidence before they decide which suspect to arrest. Là mọi người cần phải như thế nào đó, cái bằng chứng, đúng không? Phải hiểu từ evidence này. Đấy, trước khi họ quyết định xem là nên bắt cái nhân gọi kẻ tình nghi nào. Ở đây chúng ta có danh từ suspect có nghĩa là kẻ tình nghi, và arrest là bắt giữ. Bây giờ chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? Chúng ta phải làm gì với cả cái bằng chứng này đây? Có bằng chứng chúng ta phải làm gì? Influence hay là analyze hay là circulate hay là request. Này, câu này cô chữa nhanh nhá. Đáp án của chúng ta sẽ là phương án B, analyze. Cái từ study ở đây á, nó không có nghĩa là học mà có nghĩa là nghiên cứu. Nghiên cứu hay còn gọi là phân tích, đúng không? Phân tích thì cũng gọi là nghiên cứu thôi, nó gần nghĩa về nhau. Đấy, có bằng chứng thì ngồi phân tích đi, ngồi nghiên cứu nó đi, đúng không? Như nhau thôi. Đấy, thế còn influence là gây ảnh hưởng đến cái gì đó. Thế còn circulate nó có thể có nghĩa là lưu thông, đúng không? Ví dụ máu, lưu thông tuần hoàn. Lưu thông tuần hoàn. Hoặc circulate cũng ám chỉ là lan truyền. Những cái tin đồn nó circulate có nghĩa là lan truyền. Request là yêu cầu. Tiếp theo 24 nào. It takes some time to become familiar with the cultural differences in another country. Là mất, ít ở đây nhớ nó không được dịch nhé, không được dịch là nó, nhớ chưa? Ý nói là mất một chút thời gian để có thể trở nên quen thuộc với những cái sự khác biệt về văn hóa ở một cái quốc gia khác. Câu này chúng ta chọn phương án gì đây? Mất gốc thì học lại từ gốc. Học chứ gì giáo khoa ấy. Dạy kỹ thì vẫn hiểu được mà. Câu số 24, familiar with là quen thuộc với, trở nên quen thuộc. Đó, thì chúng ta sẽ có familiar with bằng với cái accustomed to, quen thuộc. Đó, thân quen với cả cái gì bằng với cái accustomed to. Rồi, thế còn combined có nghĩa là kết hợp. Phương án này có nghĩa là kết hợp với này. Affected by có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi này. Compelled to có nghĩa là bị buộc phải làm gì này. Chúng ta có cấu trúc là be compelled to do something bằng với cả be forced to do something, bị buộc phải làm gì, bằng với cả cái này nhá, be forced to do something. Đó, như vậy câu 24 chúng ta có familiar with, quen thuộc với, bằng với cả accustomed to, bằng với cả used to. Combine with chúng ta hay nói là kết hợp cái gì với cái gì, đúng không? Combine A with B chúng ta hay nói là như vậy. Câu cuối cùng các em ơi, opponent. Có biết sai cái gì không? Cái này phải là oppose, chữ O nhé. Câu cuối cùng đi nào. Chữ có 25 câu mà cũng hết hơn tiếng rưỡi.
Nói gì nhiều. Bạn nào mất gốc thì vào khóa ôn lớp 10, lớp 11, 12 á. Kể cả từ vựng luôn. Từ vựng, sách giáo khoa chính là các từ vựng nền tảng đấy. Rồi, I enjoy living in surroundings with a lot of trees and clean air. Tôi thích sống ở những cái gì đó này. Surroundings là cái gì, đoán được không? Với nhiều cây và không khí sạch. Thế thì surroundings có nghĩa là gì các em nhỉ? Surroundings. Surroundings luôn luôn phải có S nhá. Thì nó mới có nghĩa là, có nghĩa là gì? Đúng rồi, câu này đáp án là environment, môi trường. Môi trường xung quanh, surroundings có nghĩa là môi trường xung quanh. Thì nó bằng với cả environment. Còn opponent có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối thủ, đúng không? Opponent, đối thủ. Thế còn continent có nghĩa là lục địa. Và chúng ta có predominant, thực ra đây là tính từ đấy. Tính từ thì nó không thể đi với cả ơ được. Đấy, thực ra thì đề đôi khi nó cũng đánh đố thôi. Predominant có nghĩa là tính, nó là tính từ. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Nổi bật này. Nó có thể có nghĩa là nổi bật này. Dễ thấy, nổi bật ở đây ám chỉ là dễ thấy được. Nổi bật dễ thấy, hoặc nó cũng ám chỉ cái việc là có sức mạnh, có gọi là có sức mạnh hơn những cái khác. Có sức mạnh, có tầm ảnh hưởng hơn cái khác. Có sức mạnh, có tầm ảnh hưởng hơn. Có tầm ảnh hưởng hơn cái khác. Hoặc là gọi là lấn áp đấy. Nó cũng ám chỉ gọi là lấn áp. Có sức mạnh, có tầm ảnh hưởng hơn thì có nghĩa là lấn áp. Lấn áp cái khác. Đó thì đấy là hai cái nghĩa của từ predominant. Ok. Câu này dễ nhất à? Rồi. Bây giờ là mấy giờ? 10 giờ rồi, hơi muộn rồi. Đó. Ok, như vậy cô nhắc lại nhá. Thứ 6 hàng tuần, nhớ chưa? Thứ 6 hàng tuần sẽ là live cho lớp 12. Thế còn những bạn nào mà yếu, mất gốc, xem lại cùng với cả các em lớp 11. Và cô sẽ live vào tối chủ nhật hàng tuần, nhớ chưa? Tối chủ nhật hàng tuần là sẽ là dành cho các em lớp 11. Thế còn lớp 10 thì bây giờ chưa có lịch cụ thể cho lớp 10. Lớp 10 thôi thì cứ tạm thời nghỉ ngơi cái đã, đúng không? Nhưng mà lớp 11 các em không được chủ quan, nhớ chưa? Lớp 11 không được chủ quan, kể cả các bạn lớp 12 cũng không được chủ quan. Chúng ta có nhiều thời gian ôn tập hơn. Thế nhưng mà cô thấy có rất nhiều bạn chủ quan là các bạn không ôn gì hết. Các bạn lướt Facebook, rồi các bạn chat chit, rồi các bạn làm cái gì đó cũng không biết được. Nhưng ở đây chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta phải tranh thủ để chúng ta ôn tập cho tốt hơn đấy, chứ không phải là nghỉ ngơi rồi các thứ đâu. Lớp 12 nhanh lắm, thì khi mà chúng ta đi học một cái là rất là nhanh, bởi vì lúc đấy bắt đầu học học gọi là học học như điên ấy, đúng không? Thì nó rất là nhanh, cho nên chúng ta hãy tranh thủ cái thời gian này học từ vựng, học những cái gì mà chúng ta còn yếu kém. Bởi vì bây giờ em hiểu vì sao bây giờ chúng ta chỉ phải học 3 môn của chúng ta thôi. Chúng ta chủ yếu là tập trung vào những cái môn mà chúng ta đi thi á, thi xét tuyển đại học á. Thế còn những cái môn phụ là bây giờ mình chưa phải học nhiều, đúng không? Thì phải tập trung vào những cái gì mà chúng ta cần phải học. Thì đây chính là cái thời điểm đó, đây chính là những cái cơ hội để chúng ta có thể ôn tập kỹ hơn. Ok chưa nào? Rồi bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau rồi nhá. Tạm biệt các em. Good night.